Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hòa thố tử Chương 1 Cắm miệng! Con mẹ cậu cắm miệng cho tôi! Đầu ốc Lâm Quỳnh hỗn loạn Một giọng nữ lanh lảnh như tiếng gà kêu quét qua bộ não trống rỗng của cậu Cậu bây giờ đang trong tình trạng không hiểu chuyện gì cả Đầu ốc trống rỗng Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sau khi dành mang thầu không lại với một con chó cậu thê thảm lâm vào con đường chết đói cậu không biết bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây ánh mắt mờ mịt quan sát xung quanh xung quanh được trang hoàng với một màu trắng xa hoa đến ngay cả hoa văn được khắc trên cột đá cũng tinh xảo và hoa lệ xa hoa đến độ lâm quỳnh chưa từng được thấy bao giờ nhưng chắc chắn đây không phải là thiên đường trong căn phòng hoa lệ lúc này đang có ba bốn người đang đứng đó, mặc dù số ánh mắt không nhiều, nhưng sắc mặt mỗi người đều khó coi như đích nội ba ngày không trà rửa vậy. Tựa như dây tiếp theo sẽ lập tức cho cậu một bạc tay. Cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, cơ thể không khống chế được mà cử động. Lâm Quỳnh Chuyện gì thế này? Sao thế? Là tôi nói sai hay là chọc trúng vào tim đen của các người rồi? hắn ta không phải là một tên tàn tật hay sao miệng lâm quỳnh không khống chế được mà khép mở ánh mắt phẫn nộ của người trong phòng nhìn qua đối phương có một khuôn mặt thanh tú sáng sủa dáng vẻ mặc dù không phải là kiểu nhìn một cái liền sửng sốt vì đẹp nhưng càng nhìn lại càng khiến người ta bị thu hút đặc biệt là đôi mắt khẽ rũ xuống khiến người ta bất giác mà thương cảm mà đối phương lại dùng khuôn mặt đầy vẻ vô hại đó để nói ra những lời chói tai Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt mấy người đứng kế bên, ngoại trừ một người phụ nữ ra thì ai nấy đều vai u thịt bắp như bức tường người đứng đối diện với cậu. Lâm Quỳnh ngoài mặt thì rất mạnh mẽ, nhưng chân và cả bụng đều run rẩy cả rồi. Nếu như thật sự có ai đó xông đến đánh cậu, chỉ một cú tác thôi cũng đủ khiến cho cậu mất mạng. Lâm Quỳnh muốn ngậm miệng lại, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cậu. Một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt hành động của cậu, cơ thể bị điều khiển giống như con rối cổ bị treo lên dây chính vào lúc cậu muốn khống chế cơ thể một lần nữa ký ức kỳ lạ giống như núi như bể cuộn trào trong đầu cậu một phỏng đoán hoang đường xuất hiện trong đầu khiến cho lâm quỳnh người kiếp trước tham ăn như chó đớp không khỏi hít một hơi khí lạnh cậu xuyên vào một bộ truyện tổng tài lúc trước đã từng đọc nhưng mạng lâm quỳnh từ nhỏ đã khổ không xuyên thành tổng tài lắm tiền nhiều của mà lại xuyên thành nam thê pháo hôi của bốt phản diện lâm quỳnh trong phút chốc ngây người như chim gỗ trong lòng nhất thời như bị chó đớp là mơ sao đây tất cả đều là mơ nhỉ tầm mắt lâm quỳnh bất giác rơi xuống người đàn ông u ám đang ngồi trên xe lăn kế bên phó hành vân nhân vật phản diện lớn trong bộ truyện tổng tài bá đạo là một lão nhàm hiểm không hề nói giảm nói tránh nhẫn tâm ra tay tàn độc còn mắc bệnh tâm thần khi trở nên độc ác thì đến cả cha ruột cũng không buông tha càng khỏi nói đến tên nam thê ngay từ đầu đã bày mưu tính kế với anh phó hành vân là một nhân vật độc ác trong bộ truyện này trong phần sau của bộ truyện đến ngay cả nam chính cũng không thể nào đối chọi được nếu như không phải cuối cùng anh chết vì bệnh tâm thần thì ai là nhân vật chính của cuốn sách này còn chưa chắc đâu lâm quỳnh cùng họ cùng tên với nhân vật pháo hôi mà cậu xuyên vào nhưng vận mệnh của người được xưng là pháo hôi kia không dài. Trong sách, Lâm Quỳnh vì tiền mà liên hôn với phản diện, lại chê bai anh là một lão đàn ông đẹp mà điên, bất kể là trong sách hay ngoài đời, đều là tên điên mà tất cả mọi người muốn trốn tránh. Trong hôn lễ diễn ra một màn kịch hôn nhân, sau khi kết hôn lại không ngừng tìm đường chết, cấm sừng phản diện, trở thành cái chết tiêu biểu, sống động nhất. Sau khi phản diện trở mình, người đầu tiên anh ta ép chết, chính là cậu ta nghĩ tới kết cục bị chìm dưới đáy biển, lâm quỳnh lập tức rung cầm cập. phản diện mắc bệnh tâm thần, phản diện muốn mạng người. đắc tội ai cũng được, nhưng không được đắc tội phó hành vân. vì thế ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, lâm quỳnh mở to mắt nhìn bàn tay đang dơ lên của mình, mười ngón tay đang tùy tiện hướng về phía phó hành vân đang ngồi trên xe lăn. lâm quỳnh, a, à... đầu ngón tay trên đôi bàn tay thon dài trắng múa của thành niên chỉ vào người đàn ông đang ngồi trên xe lăn đầu ngón tay hơi rũ xuống dáng vẻ của kẻ đứng trên người khác mở miệng lại cực kỳ chăm chọc các người nói tôi thấy sang bắt hoàng làm họ vậy sao các người không nhìn cho rõ dáng vẻ của hắn ta bây giờ đi người không ra người ma không ra ma người bây giờ nên hiểu rõ tình thế không phải tôi mà là các người tôi không phải thấy sang bắt hoàng làm họ mà là hạ thấp bản thân Lời của thanh niên còn chưa nói xong đã bị người đàn ông đứng kế bên phó hành vân túm lấy cổ áo. Lâm Quỳnh, cậu con mẹ nó quá đáng rồi đó. Đừng quên hôn sự này ban đầu là do người nhà cậu cúi đầu công eo như cháu chắc mà cậu xin được. Trong lòng Lâm Quỳnh điên cuồng lắc đầu. Đừng mà, đừng mà. Anh tưởng tôi thèm chắc. Lâm Quỳnh, ra đi thanh thản. Mắt chàng thanh niên đảo qua đảo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác khuôn mặt ngây thơ vô tội lại xuất hiện một biểu cảm như vậy, trông càng thêm đối lập và đầy kích thích, liếc mắt qua người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Vừa già vừa điên, phần dưới tàn tật, cái bộ phận kia phế lâu như vậy rồi chắc đã thoái hóa hết rồi nhỉ? Không phải là đàn ông nữa rồi. Con mẹ nó, cậu! Người đàn ông túm cổ áo Lâm Quỳnh siết chặt nắm đấm, nhất thời không nói nên lời. Lời vừa nói ra, cả căn phòng như đóng băng thật sự quá ác độc lời nói ra từ chính miệng mình nhưng bản thân lâm quỳnh cũng không khỏi nổi gai ốc đôi con người đèn lấy của phó hành vân không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì lạnh lùng nhìn lâm quỳnh đang đứng một bên nói lời ngông cuồng giống như nhìn một người chết vậy đôi mắt tựa như một mặt hồ tĩnh lặng sâu không thấy đáy chàng thanh niên đang kích động kia cũng nghiêng đầu nhìn qua anh vẻ mặt đầy khiêu khích anh tưởng như vậy thì tôi sẽ ghét anh ta sao không? Tôi sẽ chỉ càng thêm yêu anh ta thôi. Phó Hành Vân. Ừ? Mọi người trong phòng. Ừ? Giống như sợ có người không nghe thấy, Lâm Quỳnh lại một lần nữa cất cao giọng, nói với Phó Hành Vân. Tôi yêu anh. Thái độ của chàng thanh niên đột nhiên thay đổi 360 độ, lật mặt không kịp trở tay, bốn phía đều yên tĩnh lại. Kinh ngạc nghi ngờ, phỏng đoán. Nhất thời tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ không ra Lâm Quỳnh lại đang muốn bày trò gì. Lâm Quỳnh nhìn người trước mặt đang sống chết, túm lấy cổ áo mình không buông, lòng lạnh đi một nửa. Di ngôn cũng đã suy nghĩ xong rồi, ai biết được tại sao cơ thể lại tự nhiên cử động được chứ. Lý Hàng Dương đang túm cổ áo Lâm Quỳnh, dùng một lực rất lớn, nhấc bổng cả người cậu lên, giọng điệu đầy phẫn nộ. Cậu lại định bày trò gì nữa? Lâm Quỳnh không tính là thấp, nhưng so với Lý Hàng Dương cao to vạm vỡ như gấu đen, cao tận 1m95 thì thua cả mười mấy cm. Đột nhiên bị người ta nhấc bỗng khỏi mặt đất như nhổ rễ cây, bàn chân mang về da nhón hơi tốn sức, giống như đang nhảy một điều quan tại chỗ vậy. Kiển mũi chân, bước nhảy uyển chuyển. Lâm Quỳnh nhìn người đàn ông vạm vỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mình, ở trước mặt, nuốt ực một ngụm nước miếng tôi có thể bày trò gì cơ chứ tôi chỉ là yêu anh ấy mà thôi nói rồi nghiêng đầu qua nhìn phó hành vân sau đó ngượng ngùng cúi đầu lý hàn dương người ta diễn múa đổi mặt cũng lật mặt không nhanh bằng cậu thấy đối phương thất thần lâm quỳnh vội vàng giơ tay giải cứu cho chiếc cổ áo đã bị đối phương túm cho nhăn nhúm của mình mũi chân của cậu còn nhảy được cả ba lê đấy lý hàn dương hít sâu một hơi hiển nhiên đã bị lời nói của đối phương làm cho ghê tởm muốn chết nhưng lâm quỳnh vẫn đứng thẳng ở đó lời nói ra mặt không đỏ tim không đập không có chút chột dạ nào thậm chí còn tập trung sức chiến đấu mặc dù anh ấy có rất nhiều khuyết điểm nhưng tôi yêu anh ấy những khuyết điểm này chỉ càng làm tôi thêm yêu anh ấy mà thôi Mắt Lâm Quỳnh khẽ hiếp lại nhìn qua Phó Hành Vân đang lạnh lùng ngồi trên xe lăn, xoay chuyển tình thế trên con đường chuẩn bị ăn đánh. Nhà có đứa con mới lớn, sức lực dời non lấp bể. Cứt chó! Cậu nói câu đó để làm ai ghê tởm vậy? Tôi thấy cậu hôm nay căn bản là không muốn kết mối hôn sự này. Nếu như tôi không muốn kết hôn thì đã không tới đây rồi. Hình như cũng có lý. Mặc dù Lâm Quỳnh nói vậy, nhưng mọi người trong phòng, ai ai cũng không coi đó là sự thật. Hình ảnh Lâm Quỳnh độc mồm, độc miệng vừa rồi vẫn còn lưu lại trong não. Tuy họ không biết người trước mặt mình tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng Lâm Quỳnh chắc chắn không có tâm tư tốt đẹp gì. Lâm Quỳnh nhận ánh mắt như rửa tội của mọi người, nhất thời cảm thấy so với Xuyên đến đây thì thà dành ăn không lại với chó rồi chết đói còn hơn. Dưới ánh nhìn chăm chăm của tất cả mọi người, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh loãng soảng. Hành Vân, còn bàn xong với Tiểu Quỳnh chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, bác gái muốn nói chuyện với Tiểu Quỳnh vài câu. Âm thanh bên ngoài giống như thánh quang chiếu tới, chúa ơi! Lâm Quỳnh gần như ngay lập tức túm lấy con cỏ cứu mạng này. Xin lỗi còn có chút chuyện, xin phép nhé nói xong liền chạy ngay ra ngoài như chim sổ lòng kỳ đi còn không quên cười thẹn thùng với phó hành vân một cái phó hành vân lâm quỳnh kéo cửa ra bên ngoài là bóng dáng mẹ kế của nguyên chủ mặc dù ban nãy khách sáo nói muốn tìm cậu có chuyện cần nói nhưng vì cậu và pháo hồi cùng tên cùng họ lâm quỳnh lại đã đọc hết cuốn sách này rồi nên biết rõ bà ta đến đây để cảnh cáo cậu lâm quỳnh bước ra sau khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, người phụ nữ hiền hòa vừa rồi lập tức trở nên lạnh lùng. Lâm Quỳnh Hiệu đất giữ tiện cũng không giỏi diễn như bà. Hai người đi đến phòng nghỉ của Lâm Quỳnh, ánh mắt trần hàm dính chặt trên người cậu, ngữ khí đầy cảnh cáo. Liền hôn với phó gia rất quan trọng với công ty của cha mày, cũng là phúc phần kiếp trước mày tu được. Thu lại cái tâm tư lệch lạc của mày đi. Hôn sự này, hôm nay, bắt buộc phải kết kết hôn với nhân vật phản diện giết người không chớp mắt. Phúc phần này đưa cho bà thì bà có nhận không? Trần Hàm ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Quỳnh, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ. Từ khi bà ta lên đời gả vào Lâm Gia thì đã nhìn Lâm Quỳnh không thuận mắt. Nhưng cũng may, Lâm Quỳnh là một người chơi hệ lười biến, bà không có đầu óc, căn bản không đấu lại bà ta. Trước đó cậu bị lừa liên hôn với phó gia, nghiêm túc mà nói thì vốn dĩ đều đã đồng ý cả rồi nhưng một tuần trước đối phương lại đột nhiên nói không muốn kết hôn nữa nhưng ngày diễn ra hôn lễ đã quyết định xong rồi đâu cần đến sự đồng ý của lâm quỳnh nói xong trần hàm tạp cao gót nhấc chân rời đi khi kéo cửa định ra ngoài lại đột nhiên quay đầu lại nếu như là trước đây khi bà ta dùng ngữ khí này nói chuyện thì đối phương sớm đã bùng phát tranh chấp với bà ta rồi bây giờ hình như lại hơi khác mày chắc sẽ không nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ? Lâm Quỳnh điên cuồng nhớ lại con đường trốn chạy của nguyên chủ trong sách, sao có thể chứ? Trần Hàm nghe vậy xong mới rời khỏi. Dãy hành lang dài được trang hoàng tất cả bằng một màu trắng tinh khôi, thánh khí của hoa hồng trắng. Những dải ri băng đắt tiền kết nối chúng lại với nhau xa hoa lãng mạn. Một cánh cửa đột nhiên mở ra, rồi lập tức đóng lại trên dãy hành lang sau đó là một bóng trắng lướt qua giống như một con lợn hoang đột nhiên xông ra từ trong rừng chạy vụt qua dãy hành lang. Không chạy mới là đồ ngu đó. Hết chương 1 Xuyên thành nam thê của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 2 Lâm Quỳnh chạy vụt qua giải hành lang dài, bốn bề đều vô cùng xa hoa, đẹp đẽ, nhưng cậu lúc này không hề có tâm trạng ngắm nhìn. Còn không chạy nữa là đến cái mạng cũng không còn Gần như đang chạy với tốc độ 1.000m trong giờ thể chất thời trung học Nhưng hành lang lại dài không thấy điểm cuối Lâm Quỳnh vì chạy quá nhanh mà thở dốc một cách mãnh liệt Cái hành lang này dài muốn chết Trống ngực cậu đập thình thình Giống như có cả vạn con Mamota đang không ngừng chạy nhảy trong đó Trên hành lang này có không ít phòng Nếu như cậu không chạy nhanh một chút thì lát nữa sẽ có người bước ra vậy thì không còn cơ hội nào cho cậu chạy trốn nữa rất nhanh lâm quỳnh liếc thấy một cánh cửa có phong cách châu âu phía trước hành lang dài lớp kính trên cửa tựa như đang phát ra ánh sáng không đó không phải là ánh sáng đó là thánh quan của chúa giêsu cậu chỉ cần chạy ra khỏi đó thì sẽ lần nữa có được tự do hướng về cuộc sống mới trên mặt lâm quỳnh xuất hiện một nụ cười chúa ơi được rồi con và phó hành vân là anh em lâu năm chỉ bởi vì cậu ấy bị người ta tính kế mà con phải cách xa cậu ấy sao lý hàn dương mất kiên nhẫn ứng phó với cha mẹ ở đầu dây bên kia trước khi phó hành vân xảy ra chuyện phó gia vẫn luôn chống lưng cho nhà họ nửa năm trước sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà liệt nửa người cha hắn cùng em trai cùng cha khác mẹ đã liên kết với các cổ đông khác bắt đầu bóc lột tất cả mọi thứ của phó hành vân Phó hành vân thân mang trọng thương, biết được bản thân mình nửa đời còn lại có khả năng sẽ không đứng dậy được nữa. Phó hành vân nhất thời khó có thể tiếp nhận việc mình ngã một lần rồi không gượng dậy được. Tính tình càng ngày càng trở nên cổ quái, âm u thất thường. Phó trường cảnh lấy tình trạng tâm lý của con trai cả làm lý do để con trai út Phó cảnh hồng tiếp nhận mọi thứ trong tay Phó hành vân. Bên cạnh đó, những lão cổ đông bị Phó hành vân tuổi trẻ khí thịnh vượt mặt ở công ty sớm đã nhìn anh không vừa mắt mượn ý của phó trường cảnh góp gió thành bão chiếc ghế điều hành của phó hành vân nhanh chóng bị treo lơ lửng bây giờ mặc dù vẫn còn tên ở công ty nhưng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi người trong nghề đều là cáo già sớm đã nhìn ra phó hành vân của bây giờ không còn hy hoàng như xưa nữa thức thời xóa bỏ tất cả giới hạn bởi vậy cho dù hôm nay phó hành vân có kết hôn thì các gia tộc lớn nhận được thiệp mời cũng không được mấy người tới dự nếu không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây lý Hàng dương mất kiên nhẫn cúp máy bực bội vò đầu hít một hơi thật sâu ngày vui của anh em nên vui vẻ một chút lý hàn dương đi đến cửa vừa kéo cửa ra một chiếc bóng trắng vui mừng như điên chạy vụt qua lý Hàng dương lý hàn dương nhất thời tưởng mình hoa mắt sau đó chỉ nghe rầm một tiếng Cửa hành lang dài chỉ còn lại hai cánh cửa đang liên tục khép mở như cánh bướm vì tác dụng của lực quán tính. Lâm Quỳnh đẩy cửa như mở ra bước nhảy vọt của Đức Tinh. Cậu tự do rồi, bây giờ ngoại trừ pháp luật ra thì không có gì có thể trói buộc được cậu nữa rồi. Nhưng vừa mới chạy được vài bước, cậu đã bị bức tường trắng cao hơn trước mặt, chặn đường. Lâm Quỳnh ừ. Đây không hề giống với tưởng tượng của cậu. Lâm Quỳnh nhìn bức tường trước mặt sau đó quay đầu toàn thân chấn động đôi mắt mở to trước mặt cậu là một tòa giáo đường khổng lồ nguy nga trang nghiêm thiêng liêng bất khả xâm phạm lâm quỳnh từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một tòa kiến trúc nào to lớn như vậy nhất thời trợn mắt há mồm kiếp trước cậu chẳng qua chỉ là một thị dân nhỏ bé một người bình thường giữa hàng vạn chúng sinh cho dù có nhìn thấy những thứ này thì cũng chỉ là lướt qua trên tivi mà thôi Lâm Quỳnh nhìn giáo đường trước mặt, nhất thời không dời mắt được. Đây cũng quá đỉnh rồi đó. Lâm Quỳnh như tên nhà quê lên tỉnh lần đầu nhìn tòa kiến trúc nguyên Nga khổng lồ trước mặt đập vào mắt cậu. Nhưng cậu lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Đây không phải là lúc để ngắm cảnh, cậu bây giờ phải chạy ra ngoài mới được. Lâm Quỳnh đi vòng qua bức tường cao, muốn tìm lối ra, nhưng cậu trời sinh đã mù phương hướng. Sau khi đi một vòng lớn, vẫn về lại chỗ cũ. Lâm Quỳnh Thật thần kỳ. Hàng chân mày thanh tú của Lâm Quỳnh nhíu chặt. Địa hình của tòa giáo đường này rất phức tạp, căn bản không để tên nhà quê như cậu có cơ hội đi ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa mà trước đó, cậu xông ra, đó dường như là con đường duy nhất mà cậu có thể đi. Lâm Quỳnh có chút mệt mỏi dựa vào tường, đôi mắt khẽ rủ xuống, mái tóc vốn được chảy chuốt trọn ràng vì chạy loạn một hồi mà rơi xuống trước trán sau đó không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên giật mình một cái ban nãy bị sự đáng sợ của nhân vật phản diện làm cho mụ mỹ đầu óc bây giờ bình tĩnh lại mới nghĩ tới thật ra cậu có chạy thì cũng chỉ có một con đường chết trong sách pháo hồi là kẻ chết đầu tiên trước mặt phản diện chính là vì bỏ trốn ngay trong ngày kết hôn để lại một mình phó hành vân ở lễ kết hôn bị người ta sỉ nhục cười nhạo, mất hết mặt mũi. Lâm Quỳnh đứng đó, rõ ràng đang là mùa hè nhưng lòng lại lạnh như mùa đông tháng 9. Sau đó Lâm Quỳnh dựng thẳng ngón giữa trắng nón của mình lên trời. Không có gì, chỉ là mắng chửi cái thế giới này mà thôi. Lâm Quỳnh có chút bất lực đứng tại chỗ, không biết đi đâu về đâu. Trên bãi cỏ bên ngoài giáo đường nở rất nhiều hoa, không phân biệt được giống loài nên cứ gọi chúng là hoa dại vậy cậu giơ tay ngắt một đó hoa về không về về từng cánh từng cánh hoa rơi xuống trước mắt nhìn cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên cành lâm quỳnh hít sâu một hơi về lâm quỳnh nhìn nhụy hoa bị mình nhổ độc lóc nhất thời cảm thấy khó xử sau đó não nhanh chóng vận hành nếu như bây giờ cậu bỏ trốn chắc chắn sẽ không thoát được con đường chết quay về thay đổi tình tiết trong sách có khi lại sống lâu thêm được một chút mắt của lâm quỳnh được sáng đúng vậy cậu chỉ cần không tự tìm đường chết như nguyên chủ rất có thể phản diện sẽ cho cậu một con đường sống suy cho cùng thì những người phó hành vân báo thù sau khi trở mình đều là những kẻ nhân lúc anh ta tàn phế mà bỏ đá xuống giết lâm quỳnh một lần nữa động viên chính mình mặc dù bây giờ cậu không có bất kỳ định hướng gì với cuộc đời rách nát như chó cắn này nhưng sống được ngày nào thì hai ngày đó. Sau đó sửa sang lại bộ lễ phục trắng trên người, cậu nhất định phải để lại ấn tượng tốt trước mặt phản diện mới được. Nhưng Lâm Quỳnh rất nhanh đã ủ rũ như mèo con mới chui ra từ trong ủ đất, như lá bị người ta ngắt khỏi cành. Khi cậu mới xuyên qua và chưa làm chủ được cơ thể này, đã lưu lại ấn tượng đầu tiên cho phản diện rồi. Đàn ông không thể nói không được. Nhưng, vừa mở miệng đã nhắm vào phương diện đó mặc dù ngoài mặt thái độ của phó hành vân không có bất kỳ thay đổi gì nhưng cái lão âm hiểm giả heo ăn thịt hổ này chắc chắn đã sớm ghi hận trong lòng rồi lâm quỳnh nhất thời suy nghĩ không thông rõ ràng trước đó cậu đã chết đói rồi bây giờ sao lại để cậu chết đi sống lại một lần nữa có thể là trò đùa ác ý của ông trời lâm quỳnh cúi đầu nhìn bộ lễ phục trắng trên người chất liệu và đường may đều vô cùng xinh đẹp và tinh tế nhìn trang phục trên người mình, không ít những số không nhảy ra trước mắt cậu. Từng cái chục, trăm, ngàn, vạn. Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Đáng giá. Lâm Quỳnh trước đó giống như một trái cà héo đột nhiên sốc lại tinh thần, vừa định đi lại vào cửa liền phát hiện ra điều gì đó không đúng. Kết hôn, sao trước ngực cậu không cài hoa? lâm quỳnh không biết hôn lễ của người nhà giàu là như thế nào nhưng khi cậu đi ăn tiệc thì chú rể đều đặc biệt được cài một đó hoa trước ngực mặc dù cậu chủ yếu là đi ăn tiệc nhưng có một vài chuyện vẫn để lại chút ấn tượng lâm quỳnh hồi tưởng hình như trước ngực phó hành vân cũng không có sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tường hoa dại không biết tên tiểu quỳnh phó cảnh hồng tìm trái tìm phải tìm một lượt quanh giáo đường cuối cùng cũng tìm được Lâm Quỳnh ở chỗ bức tường trắng. Chỉ thấy Lâm Quỳnh đang cúi người, trong tay cầm một đố hoa dại, miệng khép mở lấm bấm điều gì đó. Phó Cảnh Hồng bước lên phía trước. Đừng ngắt hoa dại bên đường, đừng hái, đừng hái hoa trắng. Phó Cảnh Hồng Phó Cảnh Hồng cố ép bản thân khôi phục lại vẻ mặt bình thường, chuyện hắn cần làm bây giờ là mang lâm quỳnh đào hôn để cho người anh cả kia của hắn phải bị người ta xỉ nhục cười nhạo giữa hôn lễ lúc nhỏ trước khi hắn được nhận về phó gia trùng hợp học chung một trường mẫu giáo với lâm quỳnh sau này khi biết phó hành vân sắp cưới lâm quỳnh hắn mới tìm cơ hội để gặp mặt lâm quỳnh lâm quỳnh căn bản không nhớ ra hắn là ai nhưng phó cảnh hồng nói dối rằng lúc nhỏ lâm quỳnh từng cứu hắn hắn luôn ghi nhớ trong lòng rồi dần trở thành ái mộ lời ngon ngọt luôn treo trên miệng không ngừng tặng quà xa xỉ cũng may lâm quỳnh cũng không phải là người có đầu óc gì nhìn những món đồ có giá trị trước mặt thì ngay lập tức bị mê hoặc trước hôn lễ một tuần phó cảnh hồng càng tốt với lâm quỳnh hơn gấp bội cũng chỉ vì ngày hôm nay có thể khiến cho phó hành vân xấu mặt tiểu quỳnh kéo lâm quỳnh vốn đang ngồi ngắt hoa dại đứng dậy nhìn người đàn ông trước mặt mà mặt mày càng mờ mịt anh là ai vậy lâm quỳnh ban đầu còn chưa hoàn hồn lại nhìn miệng người đàn ông trước mặt đang đóng mở như cái máy nói tiểu quỳnh cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi tôi biết cậu không muốn gả cho anh tôi đều trách tôi không đủ năng lực để ngăn cản tất cả chuyện này nói rồi phẫn nộ đấm vào tường một cái lâm quỳnh cậu hình như đã biết tên ngáo trước mặt này là ai rồi Bá Tổng trong tiểu thuyết Bá Tổng, em trai cùng cha khác mẹ của phản diện, Phó Cảnh Hồng, đồng thời cũng là gian phu cấm thêm sừng cho phản diện. Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Đừng có chơi cái trò đó với anh dâu là tôi nha. Ai ngờ đối phương căn bản không để ý đến vẻ mặt này ghét bỏ của Lâm Quỳnh, tiến về phía trước kéo cổ tay Lâm Quỳnh. Tiểu Quỳnh, tôi đưa cậu đi, đi đến một nơi chỉ có hai ta chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta có mùi đó rồi á thật ra tôi tin tôi đi tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây cái đó phó cảnh hồng tự biên tự diễn lâm quỳnh căn bản không có cơ hội chen vào sau đó chỉ thấy phó cảnh hồng một tay kéo lâm quỳnh trèo lên tường tiểu quỳnh cậu nhìn xem thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy thế nào cũng sẽ có nơi cho chúng ta dung thân lâm quỳnh thật sự tôi muốn quay về kết hôn với anh trai cậu nói dối lâm quỳnh tiểu quỳnh tôi cho phép cậu lừa dối chính bản thân mình lừa dối tình cảm của chúng ta người này hình như mắc bệnh gì nặng lắm tôi nào có được rồi phó cảnh hồng đưa tay chặn miệng lâm quỳnh lại tôi hiểu cả mà tôi hiểu hết cậu hiểu cái rắm á hôn lễ sắp sửa bắt đầu rồi nếu còn không đi nữa thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Cậu cũng biết là hôn lễ sắp bắt đầu rồi hả? Còn không đi nữa thì tôi không kịp mất. Lâm Quỳnh không có thời gian ở đi dài dòng với hắn, quay đầu muốn nhảy xuống, ai biết được Phó Cảnh Hồng lại túm chặt cậu, bắt đầu chơi bài tình cảm. Tiểu Quỳnh, cậu còn nhớ trước đây khi ở trường mẫu giáo, không ai chịu chơi với tôi, chỉ có mình cậu hát cho tôi nghe không? Bài hát đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Tiểu Yến Tử mặc áo hoa mùa xuân năm nào cũng đến đây. Tôi hỏi Tiểu Yến Tử vì sao đến à. Lâm Quỳnh không nhịn nổi nữa đạp hắn rớt xuống tường. Yến Tử nói cậu con mẹ nó tự lo cho xong bản thân mình đi. Hết chương 2 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 3 Lâm Quỳnh nhìn phó cảnh hồng bị đạp ngã trên bụi cỏ bên ngoài bức tường của giáo đường một cái Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi Sau đó hất đầu một cách kiêu ngạo nhảy về lại phạm vi trong giáo đường Tôi cao quý lắm, cậu không xứng Lâm Quỳnh cúi người nhặt những đóa hoa dại ban nảy rơi đầy đất. Từ trong đó chọn ra một đóa hoa trắng nhụy vàng trong tao nhã nhất, cài lên túi trước ngực lễ phục. Cánh hoa trắng theo gió lay động, cành lá xanh cài trong lớp vải, phối hợp vô cùng hài hòa với bộ lễ phục màu trắng. Cậu cúi đầu nhìn nhìn, đôi mắt rủ xuống, hàng lông mi dài và rậm đổ bóng dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Trước trán là vài cọng tóc khẽ bay bay, không ngờ có một ngày cậu lại kết hôn lâm quỳnh từ khi có ký ức thì đã sống ở cô nhi viện rồi bên cạnh không có người thân cận chỉ có một người anh em lớn lên cùng cậu ngờ đâu cậu xem người ta là anh em người ta lại xem cậu như thằng ngu một lần dưới lời cầu xin khẩn thiết của đối phương lâm quỳnh đành phải đứng ra bảo lãnh cho hắn đối phương tự tin vỗ ngực a à quỳnh cậu yên tâm đi tiền này tôi nhất định sẽ trả cậu anh em còn có thể xem cậu là kẻ thù hay sao Miệng đàn ông toàn lời gió thoảng mây bay. Đối phương không những không trả tiền cho cậu, còn lấy số tiền đó đi vay nặng lãi. Đến khi có người tìm đến cửa thì sớm đã chạy biệt tâm biệt tích. Đợi đến khi Lâm Quỳnh tỉnh ngộ mới biết rằng những lời ban đầu đối phương nói là lời thật lòng. Lâm Quỳnh không cha không mẹ, không ai nâng đỡ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì bắt đầu với công việc diễn kịch nói. Những vai cậu diễn đều là những vai nhỏ không kiếm được bao nhiêu tiền rất nhanh khoản vay nặng lãi kia đã vét sạch cậu đó là con số mà cả đời này cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến những con số không còn nhiều hơn số trứng gà mà cậu đã từng ăn sữa trái cây o bạo cũng không có nhiều o như vậy lâm quỳnh vừa thầm mắng mình ngu ngốc vừa cầm chiếc gối giành được từ chỗ bọn xiết nợ đi xuống gầm cầu vượt tên nhóc lâm quỳnh này từ nhỏ đã rất mạnh mẽ làm gì cũng làm tốt nhất cho dù có ngủ đầu đường xó chợ thì cũng phải thê thảm nhất ông lão bên cạnh tốt xấu gì cũng có tấm chăn còn cậu chỉ còn lại mỗi chiếc gối ông lão kia thấy cậu đáng thương tốt bụng nhắc nhở Ở trời lạnh rồi đắp đất nhiều thêm đi lâm quỳnh à, à, à. trước đây cậu biết rõ điều kiện của bản thân nên vẫn luôn không dám có người yêu vì sợ liên lụy đến người ta Bây giờ thì càng khỏi nói tới, cậu chính là ếch xanh chuyển thế. Cô đọc, cô đọc, cô cô đọc. Nhìn cánh cửa kia, Lâm Quỳnh bây giờ đang muốn quay lại trong lòng không khỏi cảm thấy thấp thỏm, suy cho cùng, phản diện giết người không chớp mắt thì ai mà không sợ cơ chứ. Nếu như cậu không thay đổi tình tiết trong sách thì chỉ còn một con đường chết. Lúc này trong lòng Lâm Quỳnh xuất hiện hai nhân vật đang không ngừng dằn co như nhổ dương thay liễu. Lương tâm Nếu không quay về, Phó Hành Vân một mình ở hôn lễ đáng thương biết bao. Lòng lan giả thú Đã chạy ra ngoài rồi có lý nào lại quay về, rủ lòng thương anh ta chi bằng tự thương chính mình. Không biết lúc nào mất luôn các bạn. Lương tâm Về đi, người ta đã liệt nửa người rồi, một mình làm sao hoàn thành được một mối hôn nhân. Lòng lan giả thú trong sách không phải cũng chỉ một mình hoàn thành sao Má mày chứ Phải dũng cảm bước đi không quay đầu lại Lương tâm Bộ trang phục này đáng tiền lắm đó Lòng lan giả thú Lương tâm Nhiều tiền như vậy Nếu như là kiếp trước thì làm gì có cửa mà Lương tâm Cái này không ít số không đâu Cả chục trăm ngàn vạn đó Má ơi Nhiều tiền lắm đó Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Bộ này mà làm áo liệm cũng đáng nữa là. Nhớ lại tình tiết trong sách, thật ra Phó Hành Vân cũng không dễ dàng gì. Khi đọc tiểu thuyết, so với nhân vật chính, Lâm Quỳnh lại càng chú ý đến những phân đoạn của Phó Hành Vân hơn. Cũng có thể là vì pháo hôi bên cạnh anh cùng tên cùng họ với cậu. Nhưng dù có nói thế nào cũng có thể coi như nhà một fan ba ba. Nhìn bộ lễ phục trắng tinh khôi trên người và đó hòa lai động trước gió, khóe môi Lâm Quỳnh khẽ nhét lên, giơ tay gãi gãi đầu, không ngờ là cậu sắp kết hôn rồi. Thật sự quá hồi hộp. Sau đó chỉnh lại tà áo, chỉ với bộ đồ mà Phó Hành Vân bỏ tiền ra chuẩn bị này thôi, hôn lễ hôm nay cậu cũng sẽ kết. Lâm Quỳnh cất bước, đẩy cánh cửa tràn ngập thánh quang của chúa giê -xu. Đập vào mắt là hoa hồng trắng và những dải ri băng có chất liệu đắt tiền đường dài 1.000 mét. Lâm Quỳnh Hôn sự này không kết cũng được. Nghi thức sắp bắt đầu, khách mời theo sự hướng dẫn của người chủ trì mà tiến vào lễ đường, Phó Gia và Lâm Gia ngồi vào chỗ của mình. Phó Hành Vân sớm đã không còn là đứa con cưng của trời, có khả năng hô mưa gọi gió nữa rồi. Phó Gia giờ đi không còn coi trọng anh. Hôn lễ hôm nay, Phó Gia cũng chỉ sai mỗi mình con út là Phó Cảnh Hồng đến tham gia. Vì thế mà chỗ ngồi của phó gia lúc này không có một ai. Mặc dù hôn lễ lần này các gia tộc lớn không được mấy người đến, nhưng vẫn nể mối giao tình xưa cũ với phó gia mà phái vài tiểu bối vô công đổi nghề đến. Hiển nhiên là không coi hôn lễ của Phó Hành Vân ra gì. Cũng chính bởi vì những người được các gia tộc lớn phái đến đều là mấy đứa con cháu vô công đổi nghề nên Phó Hành Vân mới bị người ta sỉ nhục cười nhạo nhiều như vậy ở hôn lễ. Trước đây Phó Hành Vân phong độ người người là con cưng của trời, không ai sánh bằng. Các vị công tử này khi ở nhà không ít lần bị trưởng bối đem ra so sánh với Phó Hành Vân. Nghe nhiều rồi, trong lòng tự nhiên sẽ căm hận. Bây giờ Phó Hành Vân xảy ra chuyện, đương nhiên phải đến xem kịch vui chứ. Chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm, khắp nơi đều biết. Khách mời từng người ngồi xuống, tâm trạng mỗi người mỗi khác, cười nhạo, mỉa mai, đùa cợt chờ xem kịch vui. Giống như đây không phải là hôn lễ mà là đoàn xiết thú. Bọn họ hoang hô cho tư thái mà những động vật được thuần thục biểu diễn ra, vỗ những tràng pháo tay đầy châm biếm, cuối cùng để lại một nắm tiền, đầy sỉ nhục. Bây giờ Phó Hành Vân chính là chú sư tử lớn bị trói chặt bởi xích sắt, hàm răng sắc nhọn, bị rọ mõm bịt lại, tất cả mọi người đều mong chờ màn biểu diễn của anh. Làm gì có chuyện nào khiến lòng người sảng khoái hơn là nhìn đứa con cưng của trời ngã vào vũng bùng lầy. Trần Hàm và Lâm Hoa Phong ngồi xuống ghế, lý qua chỗ ngồi trống không của phó gia. Chỉ cần đạt được mục đích liên hôn này, mọi chuyện sau này đều dễ nói. Phó Hành Vân dùng hai cánh tay đẩy xe lăn một hồi đến cửa vào của chú rể. Lúc này vị trí kế bên anh vẫn trống không. Ở đây đáng lẽ vẫn còn một người khác. Nhưng người đàn ông đó dường như không hề để tâm. Đời anh sớm đã bị hủy trong trận hỏa hoạn lớn vào nửa năm trước rồi. Anh mặt không cảm xúc, nhìn cánh cửa được khắc hình thần tình yêu cư phít trước mặt. Đôi mắt đen lấy hệt như một đầm nước lặng. Lý Hàn Dương và vài người bạn thân ngồi xuống ghế trong lễ đường. Mấy người bọn họ đều chơi với Phó Hành Vân từ nhỏ đến lớn. Cho dù gia đình có ngăn cản không cho bọn họ qua lại nhiều với Phó Hành Vân, thì họ vẫn không nghe cho dù một ngày nào đó phó hành vân có đi ăn mày thì họ cũng cho phó hành vân một cái chén sạch sẽ nếu không lỡ ăn đau bụng thì phải làm sao trong lòng tôi cứ thấy lo lo thế nào á lâm quỳnh chắc sẽ không chảy mất đâu nhỉ kỹ nghiêu trong lòng thấp thỏm khi cô nhận được tin phó hành vân sắp kết hôn thì rất vui mừng ngờ đâu hôm nay lại nhìn thấy bộ mặt đó của lâm quỳnh không đâu đừng nghĩ bậy lý Hàng dương an ủi mặc dù lý hàn dương ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ suy nghĩ một hồi lại cười cười cho rằng mình suy nghĩ nhiều rồi một sự kiện lớn như vậy lâm quỳnh cho dù không biết điều đến thế nào cũng sẽ không chạy mất đâu trấn an chính mình xong lý hàn dương thả lỏng người dựa vào lưng ghế không biết qua bao lâu đột nhiên ngồi bật dậy cái tình ngốc ban nãy vừa cười vừa chạy trên giải hành lang chắc không phải là lâm quỳnh đó chứ cha xứ cầm thánh kinh bước lên bên dưới lại không hề yên tĩnh ngược lại còn vô cùng ồn ào lâm Hoa phong nhíu mày dường như rất bất mãn nhưng không ai khe một lão đầu hoái như ông ta cha xứ nhìn xuống dưới bắt đầu tự nói chuyện chính vào lúc cha xứ cầu nguyện xong một chàng phục vụ vội vàng chạy về phía lâm hoa phong thái độ của chàng phục vụ vô cùng gấp gáp trần chạy như bay trong đôi mắt kia, ngoại trừ hình ảnh phản chiếu cái đầu hói của Lâm Hoa Phong thì không còn chứa được thứ gì khác nữa. Trong một khoảnh khắc trông giống như tình yêu vậy, chàng phục vụ kia cúi người kề bên Lâm Hoa Phong. Lâm Quỳnh chảy mất rồi. Âm thanh này như tiếng thì thào của ma quỷ, cường độ đủ để nổ banh xác nhà bạn. Đôi mắt vốn không được to của Lâm Hoa Phong trừng lớn, thiếu chút nữa là rớt cả con ngươi ra ngoài. Cậu nói gì cơ? một giọng nam trầm quá vang trồng nháy mắt ánh mắt của tất cả mọi người trong lễ đường đều tập trung trên người của lâm hoa phong cha xứ cũng nhíu mày nhìn ông ta mới cầu nguyện được có một nửa phiền ghê lâm hoa phong lập tức ngậm miệng trong lòng như có hàng vạn con ngựa đang chạy như bay khi chạy qua còn không quên nhổ cho ông ta một ngụm nước bọt thằng thỏ đế này lâm hoa phong lập tức nghiến chặt răng Ông biết ngay Lâm Quỳnh sẽ không an phận như vậy mà. Nhưng Lâm Hoa Phong cho dù có muốn im miệng để ổn định mọi người thì những tên vô công rỗi nghề đầy hiếu kỳ kia cũng đã ló đầu ra nghe ngóng. Thậm chí còn túm nam phục vụ kia lại hỏi chuyện. Cơ hội sĩ nhục phó hành vân, bọn họ không một ai là muốn bỏ qua cả. Chàng phục vụ chẳng qua cũng là người làm công mà thôi. Những người trước mặt đều là người hắn không thể nào đắc tội được. Lâm Quỳnh chảy mất rồi. Trong lễ đường đột nhiên vang lên một tiếng la lớn, giống như giọt nước nổ lốp đốp khi nhỏ vào trong chảo dầu sôi vậy. Đáng! Lần này cất công đến đây thật sự quá xứng đáng. Má! Vợ của Phó Hành Vân chạy rồi. Vậy thì còn kết hôn cái gì nữa chứ? Đi gì chứ? Còn phải hôn lễ vẫn tiến hành sao? Tôi còn muốn xem xem Phó Hành Vân sẽ xuất hiện thế nào đây. Mẹ nó! Lý Hàng Dương nắm chặt tay. Sách cổ một tên phá của trước mặt mà đánh lập tức bị kỹ nghiêu bên cạnh kéo lại những người bạn thân khác cũng nhanh chóng ngăn lại lý hàn dương cậu điên rồi lý hàn dương dùng sức vùng vẫy khỏi vòng vây của họ rốt cuộc là ai điên rồi hả lời chúng nó nói là lời mà con người có thể thốt ra được sao mồm chó còn sạch hơn mồm của chúng nó phó hành vân người chúng nó đang nói mẹ nó chứ là phó hành vân đó Tên phá của bị túm cổ áo cậy có người đang ngăn Lý Hàng Dương lại, không biết sống chết, tiếp tục khiêu khích. Ông đây nói nói đó thì sao nào? Lời vừa nói ra, tên phá của kia liền nhìn thấy những người vốn đang ngăn cản Lý Hàng Dương lại đột nhiên lùi về sau. Tên phá của? Ừm? Sao các người lại buông tay ra vậy? Trong nháy mắt, cả lễ đường loạn hết cả lên, tất cả đều không hề ăn khớp với nơi trang nghiêm như thế này, trong lễ đường thiên liêng trắng tinh khôi cũng chỉ có một mình cha xứ đang cầu nguyện cha xứ liếc nhìn mớ hỗn độn bên dưới cầm thật chắc thánh kinh trong tay right in everyone's life. cuộc đời của mỗi con người đều có một tia sáng trong dãy hành lang dài yên tĩnh trắng tinh thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp khe khẽ. Có một người đang thầm niệm tên người mình thích trên đường chạy một ngàn mét, vì yêu mà tiến về phía trước. Có người đang thốt ra những ngôn từ tinh hoa của dân tộc trên đường chạy một ngàn mét. đồ má, không xong rồi, sắp chết rồi. Lâm Quỳnh nhìn hành lang dài trước mặt, thốt ra những lời thô tục. Phó Hành Vân, bà anh tới rồi đây. Hết chương 3 Xuyên thành Nam Thê pháo hôi của nhân vật phản diện tác giả là bốc hoa thố tử chương 4 cha xứ lật thánh kinh ra đọc tao nói nói đấy thì sao nào tao hôm nay đến đây chính là để xem kịch vui đấy cái thằng chó này cha xứ thành tâm cầu nguyện tao nói cho mày biết mày đừng có tưởng tao không đánh phụ nữ cái thứ chướng khí này cha xứ đọc lời thề nghi thức chích mày mày đi cho mày chửi cho mày chửi nè Hứ, hứ. Nhất thời cả lễ đường trở nên vô cùng hỗn loạn. Từ đầu chí cuối chỉ có mình cha xứ vẫn thản nhiên như không. Không phải đám đông cô lập cha, mà là cha cô lập cả đám đông. Cha xứ đọc xong lời thề, đóng thánh kinh lại. Bột một tiếng, âm thanh cuốn sách đóng lại vang lên. Âm thanh này giống như nút công tắc vậy, lễ đường vốn đang ồn ào, dần dần yên tĩnh lại cha xứ hoàn tất lời thề cầu nguyện, chú rể sắp tiến vào rồi. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa các hình thiên sứ, trừ nhóm người Lý Hàng Dương đang nuốt ực một ngụm nước miếng, thấp thỏm nhìn ra bên ngoài. Những người có mặt ở đó đều là một vẻ mặt hóng chuyện. Bốn người điều khiển nghi thức, đi đến kéo cánh cửa to lớn ra, từ từ chậm rãi phó hành vân ở bên ngoài nhìn khe cửa dần được mở ra hiện trường hôn lễ đương sự còn lại không có mặt anh đương nhiên biết sẽ khó coi đến nhường nào cái anh phải đối mặt là những lời sỉ nhục cười nhạo mỉa mai và trách móc dù anh biết rõ mình phải đối mặt với điều gì thì trên mặt anh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào chân mày còn không thèm nhíu lấy một cái giống như anh không hề để tâm vậy nhưng đôi con người đen lấy kia lại đang cuộn trào sống ngầm. "Chú rể tiến vào." Giọng của người chủ trì nghi thức vang lên theo cánh cửa từ từ mở ra, Phó Hành Vân nhúc nhích, đặt đôi bàn tay lạnh lẽo trên xe lăn. Ngay sau đó, xe lăn lại chậm chậm lăn bánh xe về phía trước. "Phó Hành Vân." Ừ. Người đàn ông phát hiện ra điều gì đó không đúng bàn tay đặt trên xe lăn của anh không hề dùng sức nhưng xe lăn lại tự nhiên chuyển động rất nhanh phó hành vân đã phát giác ra chiếc bóng vừa xuất hiện tiếng thở dốc nặng nề đầy lạ lẫm chui vào tai người đàn ông khẽ ngước mắt lên sau đó liền thấy lâm quỳnh đã mệt như chó phó hành vân lâm quỳnh vẫn đang thở dốc bởi vì chạy quá nhanh mà trước trán đổ không ít mồ hôi phó hành vân có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi nóng trên người cậu không phải mùi hôi của mồ hôi mà là hương hoa nhàn nhạt lâm quỳnh vừa cúi đầu liền nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy không thể nhìn thấu của phó hành vân cơ thể vốn đang hơi nóng đột nhiên lạnh hẳn đi phó hành vân đánh giá cậu từ sớm anh đã biết lâm quỳnh là con người như thế nào bỏ trốn ngay trong hôn lễ không hề làm anh bất ngờ nhưng điều làm cho anh bất ngờ là lâm quỳnh lại tự mình quay lại rồi mắt phó hành vân tối đi không thể nói là vui vẻ thậm chí còn không có bất kỳ dao động nào trong cảm xúc khi nhân vật chính còn lại của hôn lễ quay trở lại chỉ là anh nhất thời không đoán ra được suy nghĩ của lâm quỳnh lâm quỳnh dưới ánh nhìn chết chóc của phản diện cảm thấy toàn thân không ổn rồi giống như bị đóng đinh tại chỗ vậy cậu nhìn phó hành vân gãi gãi đầu cái gì nhỉ Ừ, không cẩn thận tới muộn mất sau đó cười ngốc nghếch lần đầu kết hôn chưa có kinh nghiệm lần sau là ổn rồi phó hành vân không phải cậu đào hôn rồi sao một câu của người đàn ông lập tức khiến mặt lâm quỳnh hóa đá toàn thân như rụng rời nói bậy lâm quỳnh cố tỏ ra bình tĩnh tôi yêu anh như vậy Sao có thể đào hôn được chứ Tôi không cho phép anh bôi nhỏ tình yêu của chúng ta như vậy Nói rồi cậu nhét chùm hoa dại Luôn cầm trong tay vào tay phó hành vân Đưa ra một lý do cực kỳ sức sẹo Tôi đi hái hoa cưới cho anh Phó hành vân nhìn chùm hoa dại trong tay Lại nhìn nhìn Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh đúng lý hợp tình nói Hôn lễ của người khác có Chúng ta cũng phải có Phó Hành Vân ba chấm. Thấy chú rể chậm chạp không tiến vào, người chủ trì nghi thức lần nữa nhắc nhở. Chú rể tiến vào. Lâm Quỳnh thở không ra hơi. Đến đây. Giọng vô cùng nhỏ bé, tất cả sức lực đều dành cho những ngôn từ tinh hoa dân tộc ban nãy rồi, cũng không biết người chủ trì lễ có nghe thấy không, biết trước thì vừa rồi đã nói bớt vài câu. Lâm Quỳnh vuốt vuốt ngực, đó hoa trước ngực áo cũng theo đó phập phồng mạnh mẽ oai hùng hiên ngang khí phách đẩy phó hành vân tiến vào một giây hai giây mười giây nhìn khoảng cách chỉ thay đổi so với vị trí ban nãy có nửa mét phó hành vân để tôi tự đẩy không được phó hành vân ngẩng đầu nhìn cậu Lâm Quỳnh nháy mắt quay về dáng vẻ cừu non ngoan ngoãn. Ngày đại hỷ, anh cứ việc ngồi đó thôi, tôi tới là được. Ý ngoài mặt chữ, vẫn nên để tôi đẩy anh đi. Phó Hành Vân, ba chấm. Câu này nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng nghe kỹ lại thì có gì đó không đúng lắm. Lâm Quỳnh một buổi sáng chạy tận 2.000 mét, bây giờ chân run rẩy hết rồi, nếu như không có xe lăn của Phó Hành Vân làm điểm tựa. Lâm Quỳnh dám khẳng định cậu sẽ ngã nhào dưới chân Phó Hành Vân. Vậy đâu có được. Quá mất mặt luôn á. Người bên trong lễ đường thấy hai chú rể tiến vào, bầu không khí vốn đã yên tĩnh lại bắt đầu ồn ào lên. Lâm Quỳnh chảy thật rồi. Phó Hành Vân là có phải cảm thấy bản thân quá mất mặt nên không dám bước ra không? Phó Hành Vân, mày có định vào nữa không vậy? Nếu mày không tiện di chuyển thì ông đây lại đẩy xe cho mày lời vừa nói xong cả hội trường cười phá lên không có cánh cửa ngăn cách người bên ngoài đương nhiên nghe rất rõ ràng lâm quỳnh khẽ nhíu mày sau đó tay nhanh hơn não theo phản xạ có điều kiện mà bịt chặt tay phó hành vân lại đừng nghe họ nói bậy giọng của thanh niên từ trên vọng xuống vì tay bị bịt chặt mà chỉ nghe thấy loáng thoáng trên đầu xuất hiện thánh quang lâm quỳnh trong một khoảnh khắc cảm thấy sự tồn tại của bản thân giống như chúa cứu thế vậy nếu như để phó hành vân nghe thấy sau này khi trở mình được rồi còn không mang bọn họ đi xào đậu mới là lạ đó cha xứ gõ gõ bục những lời bàn tán bên dưới bớt đi một chút chân lâm quỳnh hình như bớt căng cơ rồi đẩy phó hành vân tiến vào lễ đường không được tôi không nhẫn tâm nhìn một mình phó hành vân tiến vào đâu có gì cậu cứ kêu tôi một tiếng nhé Chứ tôi không có nhìn đâu Nói xong kỹ nghiêu liền che mắt lại Cô không nở nhìn phó hành vân chán nản Giống như cô không chịu nổi ngày tháng có đàn ông xung quanh vậy Đờ mờ, chuyện gì thế này? Ngoài cửa là ai vậy? Tiếng kinh ngạc từ xung quanh chui vào tay Kỹ nghiêu bịch chặt mắt, không nhẫn tâm nhìn Nhưng nghe thấy tiếng động xung quanh thì tim lại ngứa ngáy Sau đó giơ một ngón tay ra chọc chọc lý hàng dương Sao cậu lại không gọi tôi? Lý Hàng Dương. Phó Hành Vân đâu có xuất hiện một mình đâu, gọi cậu thế nào được? Hử? Ừ? Kiến Nghiêu, cậu ấy xuất hiện nửa mình hả? Lý Hàng Dương. <laughs> Kiến Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa vào, vừa nhìn một cái liền thấy hai người đang đi với tốc độ rùa bò trên thảm đỏ. Phó Hành Vân vẻ mặt bình thản ngồi trên xe lăn mặt không cảm xúc, cầm lấy bó hoa lục sắc không biết lấy từ đâu ra. Mà người đẩy xe phía sau không phải là ai khác, chính là Lâm Quỳnh trước đó bị nói là đào hôn. Chuyện gì đây? Lâm Quỳnh không phải đã chạy rồi sao? Câu hỏi này không biết đang vang lên trong lòng không biết bao nhiêu người, nhưng sự xuất hiện của Lâm Quỳnh như một cái tác, tác thẳng vào miệng họ. Tốc độ di chuyển của hai người rất chậm, không biết có phải cố ý hay không, nhưng giống như đang nói mở to mắt chó của mấy người ra mà nhìn ông tới rồi đây lâm quỳnh không hề có ý đó chỉ là chân mềm nhũng cả rồi nên đi không nhanh được nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra sự hỗn loạn bên trong lễ đường ở đây như đang bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba vô cùng kinh thế hải tục những người đến tham gia hôn lễ của phó hành vân đương nhiên là có một vài gia tộc có tiếng tăm Vốn dĩ những nhân vật có tiếng có tâm này sẽ xuất hiện với quần là áo lực, sáng sủa xinh đẹp. Ai ngờ đâu vừa nhìn. Không phải người này túm cổ áo của người kia thì cũng là một vài người đứt cúc áo. Thậm chí phía bên trái còn có chiếc giày mà không ai đứng ra nhận. Lâm Quỳnh Thế giới của người có tiền cậu không hiểu nổi. Sau khi hai người tiến vào lễ đường, tiếng ồn ào liền biến mất. Trải qua thời gian 10 phút đồng hồ dài đằng đẵng, Lâm Quỳnh đã đẩy Phó Hành Vân đến trước mặt cha xứ. Khi đứng vững vào vị trí của hai người, Lâm Quỳnh mất đi sự nâng đỡ từ xe lăn của Phó Hành Vân, chân khẽ run rẩy. Nhận lấy trang giấy ánh vàng từ trong tay cha xứ, bên trên là lời tuyên thệ trong hôn lễ. Phó Hành Vân rủ mắt lạnh nhạt nhìn qua vài cái. Tin tưởng, chung thủy bình đẳng. Bên cạnh vang lên tiếng quần áo ma sát vào nhau, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Quỳnh vừa rồi còn đứng thẳng đã cúi người xuống, không cao, không thấp, vừa vặn đứng ngang tầm mắt của anh. Ngón tay đang đặt trên trang giấy của Phó Hành Vân khẽ co lại, để ý thấy ánh mắt của đối phương, Lâm Quỳnh giả vờ thẹn thùng mỉm cười. Phó Hành Vân Lặng lẽ di dời ánh mắt, Lâm Quỳnh hạ thấp nửa người dưới đang run rẩy như sắp sửa mắc bệnh Parkinson của mình, sợ sẽ làm ra điều gì đó kỳ lạ trong hôn lễ chết chóc này. Suy cho cùng mất mặt thì còn dễ nói, nhưng cái mà cậu mất chính là tính mạng đó. Lâm Quỳnh trước đây diễn kịch nói, đối với phương diện diễn xuất thì đã có kỹ năng nhất định, dựa vào sự bồi dưỡng nghiệp vụ của nghề nghiệp, dùng một đôi mắt đông đầy tình cảm nhìn thẳng vào đối phương, dường như đã cho buổi hôn lễ này đầy đủ thể diện hai người lần lượt nói lời tuyên thệ người chủ trì nghi thức bưng hợp nhẫn từ xa đi lại cha xứ lần lượt hỏi hỏi ý kiến của hai người về việc trở thành bạn đời của nhau giọng phó hành vân rất lạnh nhạt tôi đồng ý lâm quỳnh ban đầu còn có chút xoắn xít khi nhìn thấy viên kim cương to như trứng bồ câu bên trong chiếc hộp nhung đỏ liền hít một hơi khí lạnh tôi đồng ý hôn lễ hữu kinh vô hiểm mà được cử hành hoàn tất thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Phó Hành Vân. Nhìn Lâm Quỳnh vui vẻ một cách ngốc nghếch nhìn chiếc nhẫn, Phó Hành Vân nheo nheo mắt. Hôn lễ có thể tiến hành thuận lợi như vậy quá thực là khiến cho người ta không ngờ tới. Lý Hàng Dương và Kỷ Nghiêu đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Không ngờ Lâm Quỳnh lại quay lại. Kiển Nghiêu vuốt vuốt lại mái tóc ban nảy vì giành hoa cưới với người ta mà bị rối nhìn người đang cười như nụ hoa đua nở, như cành lá đâm chồi trên sân khấu, không biết nghĩ tới điều gì đó, miếm miếm môi. Hoặc là ban đầu Lâm Quỳnh đã không hề bỏ trốn. Lý Hàng Dương nghe vậy liền quay qua nhìn cô. Lâm Quỳnh lúc đó không phải nói là yêu hành vân sao? Lý Hàng Dương nhướng mày, nghiêng đầu nhìn kỹ nghiêu, cho rằng đối phương bị cái gì đó rơi trúng đầu. Cậu có phải ban nãy là bị kích thích quá độ rồi không? Lời của Lâm Quỳnh mà cậu cũng tin Trước lúc đó không phải Lâm Quỳnh còn cười nhạo hành vân tàn thật sao Không phải sau đó cậu ta cũng nói là không chê rồi sao Cậu ta chỉ đơn thuần là không muốn bị đánh mà thôi Kỷ nghiêu Vậy sao cậu ta lại cười vui vẻ như vậy Lý Hàn Dương nghe xong liền nhìn về hướng đó Chỉ thấy Lâm Quỳnh đứng bên cạnh Phó Hành Vân Tươi cười sáng lạng như hoa hướng dương không nhìn ra một chút không bằng lòng nào của việc bị ép kết hôn, thậm chí có thể nói là quá bằng lòng nữa đó chứ. Lẽ nào tên ngốc ban nãy chạy vụt qua không phải cậu? Những phỏng đoán của người khác về cậu, lẽ nào Lâm Quỳnh không hề hay biết? Trứng bồ câu, lớp dư. Hết chương 4. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 5 Hai chân Lâm Quỳnh khẽ run rẩy đứng bên cạnh Phó Hành Vân. Không ngờ hôn lễ của người có tiền lại như thế này, không ăn tiệc, cũng không chia thành phần tham dự. Sau đó cúi đầu nhìn quả trứng bồ câu long lanh phát sáng trên tay. Nhưng quả thực là... Yêu rồi, yêu rồi. Nhìn người kia đang nâng niu chiếc nhẫn cười một cách ngớ ngẩn, tâm trạng Phó Hành Vân nhất thời phức tạp. Chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, khi đến tay Lâm Quỳnh thì lại như báu vật quý giá nhất trên đời vậy. Người đàn ông nhìn một hồi, nhưng không hề nghĩ theo hướng Lâm Quỳnh là một tên yêu tiền. Dù gì thì Lâm gia 10 năm trước cũng được xem là nhà giàu mới nổi, mặc dù khoảng thời gian bước chân vào giới kinh doanh rồi đạt đến đỉnh cao thì đã bắt đầu không phát đạt nữa nhưng vẫn coi như là giàu có. Lâm Quỳnh dùng cả ánh mắt và con tim nhìn trứng bồ câu trên tay, khóe môi khẽ nhất. Nếu không phải là đang cố hết sức kiềm chế thì có khi đã bật cười như tiếng heo kêu rồi. Sau đó chú ý đến những ánh mắt xung quanh mình, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đánh giá của Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh lập tức hóa đá. Ánh mắt của người đàn ông dạo chơi trên người cậu và chiếc nhẫn, viên đá quý to như trứng bồ câu trên tay đột nhiên nặng tượng ngàn cân thích hả lâm quỳnh thẹn thùng cười thứ anh tặng tôi đều thích hết nói rồi nâng niu như bảo bối cực kỳ quý giá hạnh phúc lan đến cả tâm hồn tôi muốn giữ lại làm báu vật gia truyền đợi đến khi con cái kết hôn sẽ để lại cho chúng phó hành vân cậu nghĩ nhiều quá rồi đó lâm quỳnh nghi thức kết hôn kết thúc đương nhiên sẽ có một vài người bạn thân thiết gửi đến lời chúc phúc với mối quan hệ xã giao của nguyên chủ trong sách đến một người bước lên phía trước cũng không có cũng may hôn lễ của người có tiền không có phần ăn tiệc nếu không thì sẽ xuất hiện tình trạng ngồi không đầy lấy một bàn nhưng phó hành vân lại không giống con ếch xanh cô đọc là cậu đây vài người bạn thân lần lượt bước lên ánh mắt lâm quỳnh rực cháy sự ngưỡng mộ nhưng khi nhìn thấy gấu đen vạm vỡ xách cổ áo cậu lúc trước thầm nuốt ực một ngụm nước miếng lát nữa nhất định không được nói lời nào sai trái chân cậu bây giờ vẫn đang mỏi rã rời không chạy nổi nữa nhưng hiển nhiên bạn bè của phố hành vân không hề có ấn tượng tốt về cậu bởi những lời tự tìm đường chết trong cùng một ngày của nguyên chủ trước đó cậu nói nhiều sai nhiều hoàn toàn có lý cậu lựa chọn im miệng lâm quỳnh lặng lẽ rụt người lại đứng bên cạnh Phó Hành Vân, giả vờ là một chú chim cút ngoan ngoãn. Mấy người đàn ông do gấu đen vạm vỡ dẫn đầu vui vẻ nói gì đó với Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh đứng một bên như không khí, vô tình phát hiện ra bên cạnh lại xuất hiện một người phụ nữ đang nhìn mình chầm chầm. Lâm Quỳnh nhận ra người phụ nữ này, ban nãy cô cũng có mặt trong phòng của Phó Hành Vân. Ánh mắt đối phương quá mãnh liệt, một dự cảm không lành xuất hiện. Quả nhiên, một giây sau, đối phương liền tiến về phía cậu. Lâm Quỳnh Cô đừng có đến đây à. Kỷ nghiêu nhìn Lâm Quỳnh, ánh mắt dạo chơi trên người của đối phương. Cậu... Lâm Quỳnh thầm nuốt ực một ngụm nước miếng. Ừ hử. Kỷ nghiêu Thật sự yêu Hành Vân sao? Lâm Quỳnh chắc như đinh đóng cột. Tôi yêu anh ấy hơn cả mọi thứ trên đời. Kỷ nghiêu ví dụ lâm quỳnh cố ra vẻ sâu sắc thật ra trước đây tôi là một người theo chủ nghĩa không hôn nhân không có tiền kết hôn mắt kỹ nghiêu khẽ trừng lớn thật sao lâm quỳnh gật gật cái đầu bông sù mượt mà như nhung cậu không gả kỹ nghiêu chỉ chỉ vào cậu rồi lại chỉ chỉ vào chính mình tôi không gả Lâm Quỳnh thử thăm dò. Viện dưỡng lão gặp nhau quấy tưng bừng. kỹ nghiêu trừng lớn đôi mắt, giống như tìm được tri kỷ vậy, kéo mạnh bàn tay đang đeo trứng bồ câu của cậu. Chị em tốt, cậu cũng không sống nổi những ngày tháng bị đàn ông vây quanh. Lâm Quỳnh Tại sao lại là chị em? Sau đó cô như bị phản bội vậy, đau lòng ngẩng đầu nhìn cậu. Điều gì khiến cậu lựa chọn kết hôn vậy? nếu như chị hỏi trên đời này thứ gì là hoàn hảo lâm quỳnh nói tôi chỉ có thể nói ba chữ kỷ nghiêu bé mèo con lâm quỳnh phó hành vân kỷ nghiêu che mặt đừng thương tiếc cho tôi lâm quỳnh giơ bàn tay đang đeo trứng bồ câu lên tôi đã gả cho tình yêu sau này nếu như có ai nói lâm quỳnh không yêu phó hành vân kiến nghiêu cô sẽ là người đầu tiên không đồng tình Sau đó lấy điện thoại ra Chị em quét mã cái đi Để tôi góp công góp sức cho tình yêu của cậu Lâm Quỳnh có chút bất ngờ Bé ếch xanh liếu nhíu nói Chị muốn làm bạn với tôi sao Nói bậy Bé ếch xanh vốn đang vui mừng vì được kết bạn Lập tức cúi đầu Chúng ta rõ ràng là chị em tốt Lâm Quỳnh Ba chấm Ok phải Chị em thì chị em vậy tốt xấu gì cũng coi như là có một người bạn. Bé ếch xanh lấy điện thoại mình ra quét mã, dưới thánh quang của chúa giê hóa thành chúa chim nhỏ, phát ra âm thanh vui mừng, cút cu, cút cu. Sau khi kết bạn quy chát, Lâm Quỳnh đi nhà vệ sinh, vừa mới đi chưa được vài bước đã bị cha xứ chặn giữa đường đi. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, thời đại học tiếng Anh của cậu cũng chỉ mới qua cấp 4 thôi, cũng không biết có thể giao tiếp được không. Cha xứ là một người nước ngoài, trong khoảng ba bốn chục tuổi nhưng đã sớm hói đầu rồi british sir. cha xứ có chút bất ngờ có qua có lại mà dùng một thứ khẩu âm không mấy tốt nói sao cậu biết vậy lâm quỳnh nhìn cái đầu hói của cha xứ có thể nhìn ra được cha xứ mỉm cười nhìn cậu rồi lại nhìn qua phó hành vân There is surprise of life in everyone life. Lâm Quỳnh nghe xong, miệng lập tức biến thành hình chữ O. Of course. Cha xứ sau khi nghe được câu trả lời liền cất bước rời đi. Bóng lưng vô cùng mừng vui, thanh thản. Lâm Quỳnh lịch sự nói lời tạm biệt, sau đó đi về hướng nhà vệ sinh. Không ngờ trong lòng cha xứ cũng có một thích ca. Lâm Quỳnh bước ra khỏi phòng vệ sinh, liền nhìn thấy Phó Cảnh Hồng trước đó bị cậu đạp rất khỏi tường. Phó Cảnh Hồng nhìn thấy cậu hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Kế hoạch hắn tính toán kỹ lưỡng cả một tuần để làm cho Phó Hành Vân xấu mặt ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng lại thất bại ở trong tay của Lâm Quỳnh. Nhưng Phó Cảnh Hồng dù có bực tức đến mấy cũng vẫn chưa quên kế hoạch trước đó của mình. Hắn muốn thấy Lâm Quỳnh ngược đãi Phó Hành Vân sau khi kết hôn, để người đàn ông luôn chèn ép, trao phúng hắn cả cuộc đời đều không trở mình được. Phó Cảnh Hồng bước đến, đau lòng ngẩng đầu. Tiểu Quỳnh, cậu rõ ràng biết là tôi yêu cậu, lúc nãy sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Lâm Quỳnh lại bắt đầu nữa đúng không? Phó cảnh hồng nhìn cậu, muốn nhìn ra một chút ái náy nào đó trên người đối phương, nhưng ái náy đâu chẳng thấy, ngược lại thấy vài phần ngang ngược. Nhưng phàm là cậu có ái náy, dù chỉ là một chút. Lâm Quỳnh Là tôi làm đó, thì sao nào? Phó cảnh hồng Ba chấm Tiểu Quỳnh Cậu đang tức giận phải không? Có phải đang giận tôi không ngăn cản mọi chuyện? Lâm Quỳnh nghe xong liền mỉm cười gãi gãi đầu, ngại ngùng nói. Thật ra tôi khá là vui khi cậu không đến ngăn cản đó. Động tác giơ tay lên làm chiếc nhẫn hô ứng với ánh đèn chiếu rọi, suýt chút nữa chói lòa mắt chó của Phó Cảnh Hồng. Phó Cảnh Hồng Rõ ràng cậu không yêu anh tôi, cậu kết hôn với anh ấy chẳng qua chỉ là thương hại anh ấy mà thôi. Nhưng cậu thương hại anh ấy thì ai đến thương hại cho chúng ta? Nhìn trứng bồ câu trên tay, Lâm Quỳnh cái đó tôi không cần thương hại thứ anh ấy đánh mất chẳng qua chỉ là đôi chân nhưng thứ chúng ta đánh mất là tình yêu đó lâm quỳnh ba chấm có mùi rồi đấy tiểu quỳnh tôi không cần gì khác tôi chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi lâm quỳnh có chút khó xử nhưng bây giờ tôi đã kết hôn với phó hành vân rồi mà phó cảnh hồng tiến lên một bước lấy lý ra nói vậy chúng ta trước đây là gì hả cậu nói cậu sẽ yêu tôi cả đời này mà lâm quỳnh trước đây cũng có nhiều người nói đùa với tôi nói tôi tên quỳnh nên chắc chắn sẽ nghèo cả đời phó cảnh hồng ừ? nhất thời không nghe hiểu ý nghĩa câu nói của đối phương mặt đầy khó hiểu nhìn đối phương lâm quỳnh nhân lòng người cách một tầng da bụng có một số câu nói đừng có nên cho là thật phó cảnh hồng ba chấm phó cảnh hồng nhất thời bị câu nói của lâm quỳnh chọc đến tức ngứa cả răng đối phương từ một tuần trước đã nhận từ hắn không biết bao nhiêu là món đồ xa xỉ nhưng bây giờ sao có thể nói như vậy được chứ cậu thay lòng đổi dạ nó bậy mắt lâm quỳnh tròn xoe dáng vẻ đầy nghiêm túc phó cảnh hồng nhìn thấy một tia hy vọng tiểu quỳnh tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi lâm quỳnh nhìn hắn thẹn thùng nói tôi chỉ là dẻo miệng thôi. Trong lòng tôi không có cậu. Người tôi yêu trước giờ đều là anh trai cậu. Nói rồi đặt tay lên tim mình. Phó Cảnh Hồng lập tức nghiến chặt răng. Đối phương căn bản không ra bài như bình thường. Tôi không cần biết. Cậu phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Lâm Quỳnh nhìn Phó Cảnh Hồng trước mặt. Đột nhiên cảm thấy đối phương thật đáng thương. Không ngờ đối phương còn trẻ như vậy đã bị tiểu thuyết Quỳnh giao đầu độc. Lâm Quỳnh rủ mắt, làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh đèn chiếu xuống, khẽ thở dài một hơi, mặt đầy vẻ từng trải. Không thì như thế này, cậu coi như là tôi chết rồi đi. Phó Cảnh Hồng, bà chấm. Lâm Quỳnh nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian mình ở trong nhà vệ sinh đã hơi dài, hất cầm nói với Phó Cảnh Hồng. Tôi phải đi rồi. Nếu không người khác sẽ cho rằng cậu bị táo bón đó. Không được. Phó Cảnh Hồng thẹn quá hóa giận, bước lên phía trước túm lấy tay của Lâm Quỳnh. Trứng bồ cầu trên tay lung lay muốn rớt, vẻ mặt vốn nghi thơ vô hại của Lâm Quỳnh đột nhiên tối sầm lại. Phó Cảnh Hồng trước giờ đều không phải là quân tử gì, làm việc không quan minh lỗi lạc như Phó Hành Vân, nên khi đứng trước mặt Phó Hành Vân, vĩnh viễn phải cúi đầu. Cho dù Phó Hành Vân bây giờ đã tàn tật, ánh mắt nhìn hắn cũng vẫn như trên cao nhìn xuống hốc mắt phó cảnh hồng đỏ hoe lòng không cam tâm để mình thành một thằng ngu thằng bỉ điếm này mày đừng có mà không biết điều nói rồi túm chặt tay lâm quỳnh ném qua một bên trứng bồ câu theo lực quán tính mà bay lên keng keng trên đất phát ra vài ba tiếng cảm xúc trên mặt lâm quỳnh lúc này đã hoàn toàn sững sờ thấy lâm quỳnh chậm chạp không nhúc nhích phó cảnh hồng cười giễu cợt sớm biết nghe lời như vậy thì đã tốt rồi Phó Cảnh Hồng cũng không quên mục đích ban đầu. Tôi không phải muốn phá hủy gia đình này, mà là đến để gia nhập. Sau này... <laughs> mặt Phó Cảnh Hồng đột nhiên đau điến, sau khi hoàng hồn lại thì đã nằm rạp trên đất rồi. Mẹ mày chứ! Phó Cảnh Hồng muốn đứng dậy, lại bị Lâm Quỳnh đạp lên giữa ngực. Chỉ thấy khuôn mặt ngây thơ vô hại của chàng thanh niên từ trên cao nhìn xuống hắn ta. Tôi khuyên cậu một câu, đừng nên lấy cứng chỏi cứng. Phó Cảnh Hồng. Hỏi chấm. Cái tôi phải chịu là tổn thương, còn cái cậu mất đi là tính mạng đó. Lý Hàng Dương sau khi trêu đùa Phó Hành Vân vài câu, vừa quay đầu lại đã thấy Kỷ Nghiêu đứng đó ngẩng cổ nhìn về một hướng. Lý Hàn Dương cũng nhìn theo hướng đó. Cậu nhìn gì vậy? Nhìn Lâm Quỳnh. Nhưng hướng đó ngay cả một cọng tóc của Lâm Quỳnh cũng chẳng thấy đâu. Cho nên Cậu ta đâu? Đi vệ sinh rồi. nói rồi kỹ nghiêu giống như nhớ ra gì đó. Cậu nói xem, cậu ấy đi lâu như vậy, có khi nào là táo bón không? Lý Hàng Dương Ba chấm Lâm Quỳnh nhặt trứng bồ câu từ trên đất lên lau lau, một lần nữa đeo lên ngón áp út. Sau đó nhìn Phó Cảnh Hồng đang điên cuồng trên đất, mỉm cười nói. Phim Quỳnh Giao hay đó, nhưng lần sau hết hứng xem rồi. Hết chương 5 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 6 Lâm Quỳnh đứng trước bồn rửa tay Nhìn chính mình trong gương Khuôn mặt hệt như kiếp trước Nhất thời rơi vào trầm tư Sau đó bừng tỉnh đại ngộ Lẽ nào cậu là đứa con được ông trời chọn lựa Cùng tên, cùng họ Ngoại hình giống nhau ngoại trừ cậu ra làm gì có người thứ hai để lựa chọn cũng may cậu thông minh cơ trí ngay khi nhìn thấy tên của pháo hôi sớm đã đọc muốn thuộc lòng cả bộ truyện rồi sau đó lâm quỳnh cúi đầu thẹn thùng cười cậu quả là một người thông minh nhanh trí mà lâm quỳnh rửa tay xong vừa định ra ngoài lại nghe thấy phó cảnh hồng gắn gượng chút hơi tàn nói cậu đi đi tôi không trách cậu chỉ trách bản thân không có bản lĩnh giữ lấy cậu nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại thay lòng nhanh như vậy từ nhỏ đến lớn phó hành vân dù là ở bất cứ phương diện gì đều đè bẹp hắn bất kể hắn có nỗ lực như thế nào cũng không vượt qua được khoảng cách giữa hai người vốn cho rằng bây giờ anh tàn tật rồi thì hắn có thể trên cơ nào ngờ đối phương vẫn cứ đạp bẹp hắn ở dưới chân mặc dù hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng lâm quỳnh để đối phó với phó hành vân vốn chẳng có tình cảm gì với cậu nhưng chính vì lâm quỳnh cuối cùng lại lựa chọn phó hành vân phó cảnh hồng thật sự không cam tâm không biết bản thân rốt cuộc thua kém anh điều gì lẽ nào hắn còn không bằng một tên què sao lâm quỳnh quay đầu lại nhìn hắn một cái sau đó ái náy nói thật ra tôi là một người sống cảm tính phó cảnh hồng hử lâm quỳnh tôi cảm thấy cậu không xứng với tôi phó cảnh hồng ba chấm. Đối phương ra khỏi nhà vệ sinh một lúc lâu, Phó Cảnh Hồng mới từ từ bò dậy từ trên đất. giơ tay chạm vào vết đau ở khóe môi, lấy điện thoại ra, gọi điện. Gửi cho tôi một phần băng ghi hình của tất cả mấy giám sát trong giáo đường hôm nay. Khi Lâm Quỳnh bước ra, hôn lễ đã sắp đến hội kết thúc rồi, có không ít khách mời đã lần lượt rời đi. Nhìn mấy tên phú nhị đại nếu không phải là phanh ngực áo thì cũng là mất tiêu cúc áo. Lâm Quỳnh lắc đầu còn không chỉnh tề bằng ông lão nhặt phế liệu dưới lầu nhà cậu nữa. Lâm Quỳnh nhớ lại những ngày tháng lưu lạc đầu đường xó chợ, bị bọn cho vay làm mất công việc, cũng từng muốn đi nhặt phế liệu. Kết quả ông lão nhặt phế liệu nói một câu, mấy thùng rác này ông ấy ngày nào cũng nhặt, nó thuộc về ông ấy, vừa hỏi còn biết được tiền lương hưu của ông là 3800 Giải pháp luôn luôn nhiều hơn khó khăn, nhưng đến Lâm Quỳnh thì dường như ngược lại. Cậu đi một chuyến rồi quay lại. Đương nhiên có không ít người nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu cũng không thèm để tâm mà đi lại chỗ cũ. Vừa về đến cửa giáo đường, liền nhìn thấy một tên phú nhị đại tập tễnh bước đến. Miệng không ngừng mắng chửi. Đờ mờ! Cứ tưởng hôm nay sẽ được xem được kịch vui của tên quẹ chết tiệt phó hành vân. Không công một chuyến rồi, lãng phí thời gian của ông đây. Cũng không biết giày của ông bị đá đi đâu rồi. Ban nãy hắn ta chỉ là thuận miệng đùa giỡn vài câu, liền bị kéo vào hỗn chiến. Rõ ràng nhóm bạn thân của Phó Hành Vân chỉ có mấy người, nhưng hắn ta sau khi rơi vào hỗn chiến liền đánh cả người mình lẫn ta. Đợi đến khi hoàng hồn lại, trên chân đã thiếu mất một chiếc giày. Phú Nhị Đại bước đi tập tỉnh, sau đó vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc giày bên chân của một chàng thanh niên đứng ở cách đó không xa. Lâm Quỳnh nghèo thì có nghèo, nhưng tướng mạo lại thuộc hàng nhất, bằng không ban đầu sân khấu kịch cũng sẽ không nhận cậu. Phú Nhị Đại vuốt vuốt cầm, không ngờ tên quẹ Phó Hành Vân này lại có phước như vậy, có thể hốt được một tiểu yêu tinh như thế này. Ngay sau đó chàng thanh niên ngẩng đầu lên, hai người không kịp đề phòng nhìn thẳng vào mắt nhau. Phú Nhị Đại vội vàng đứng thẳng người, nếu như đã mặt đối mặt rồi, nói không chừng có thể đem đối phương ra đùa giỡn. Lâm Quỳnh nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn chiếc giày bên chân môi nở một nụ cười thánh thiện. Phú nhị đại nuốt nước miếng. Một giây sau, chỉ thấy chàng thanh niên thanh tú, xinh đẹp kia cong đầu gối, nhớt chân, đá chiếc giày bên chân bay xa. Già Phú nhị đại, ba chấm. Cự ly bay của chiếc giày rất vừa vặn, rơi đúng ngay cửa lễ đường. Lâm Quỳnh cất bước đi đến, phú nhị đại muốn kéo lại, ai ngờ đâu đối phương lại quay người né đi. Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái. Không cần cảm ơn, chuyện nên làm. Phú Nhị Đại. Mày! Lâm Quỳnh. Lôi phong. Phú Nhị Đại nhìn chiếc giày lại cách xa thêm 2 mét, ngứa rằng ngứa lợi, sau đó căm ghét nhìn Lâm Quỳnh, tập tỉnh bước đi. Lâm Quỳnh về lại trước lễ đường, kỹ nghiêu thấy cậu liền vội vàng chạy lại. Sau đó nhìn trái nhìn phải, ra vẻ thần bí, nói bên tai cậu sao cậu lại đi nhà vệ sinh lâu như vậy cậu đang định trả lời thì đối phương liền nói tiếp có phải bị táo bón không <laughs> lâm quỳnh giúp đỡ một thanh niên thọt chân mà thôi kỹ nghiêu không ngờ cậu còn tốt bụng như vậy nữa lâm quỳnh tiện tay giúp đỡ đối phương có thể xem như là người bạn đầu tiên của cậu sau khi xuyên qua thế giới này Lâm Quỳnh cứ như một chú chim non, cút cu cút cu cú cú nói chuyện phím với đối phương. Tiện thể xem xem có thể hỏi được gì đó về sở thích và những thứ mà phản diện ghét hay không, tránh ngày nào đó lại đạp phải vào hố mình. Ngờ đâu cậu vừa hỏi câu này, Kỷ nghiêu. Ở cùng chị em thì nhắc tới đám thằng ông thối kia làm gì? Lâm Quỳnh, bà chấm. Trước khi tạm biệt Kỷ nghiêu còn lắc lắc điện thoại trong tay. Liên lạc qua điện thoại nha cậu giơ tay ra dấu ok lâm quỳnh hít sâu một hơi vừa quay người liền nhìn thấy phó hành vân đang ngồi trên xe lăn nhìn mình có lẽ bị nhìn nhiều rồi cậu cũng đã quen biểu hiện lần này không còn cứng nhắc như trước nữa người trong lễ đường đã đi gần hết rồi lâm quỳnh tiến lên phía trước đẩy xe lăn của phó hành vân chúng ta cũng về nhà thôi phó hành vân nhìn cậu không nói gì không có chút hảo cảm nào đối với lâm quỳnh mà sự thay đổi lớn trong thái độ của đối phương chắc chắn không bình thường suy cho cùng chuyện lạ xảy ra ắt có điều mờ ám phó hành vân không biết điều gì có thể làm cho đối phương thay đổi lớn như vậy nhưng cũng không liên quan đến anh chỉ cần đối phương không làm loạn hoàn toàn xem mình là không khí không quản không quan tâm quá nhiều chuyện là được căn bản không cần giao lưu bằng ngôn ngữ mãi đến khi lâm quỳnh đẩy anh đi về hướng nhà vệ sinh phó hành vân cậu đi sai đường rồi. Đối phương đột nhiên lên tiếng, dọa cho Lâm Quỳnh đến độ tim gan đều run rẩy sau đó lại nhìn đường chạy một ngàn mét của mình. Ở đây còn đường khác không? Không biết tại sao đối phương lại trầm mặt, sau đó lạnh nhạt nói. Quay đầu. Ừ, ừ. Lâm Quỳnh vội vàng đưa đối phương đi về hướng ngược lại, chỉ sợ chọc giận đối phương. Kết quả lần này đi đến phòng rửa tội Lâm Quỳnh ngại ngùng gãi gãi sau gáy. Ngại quá, hôm nay đầu óc hơi choáng váng. Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu. Lâm Quỳnh bị tình yêu làm cho choáng váng. Phó Hành Vân thở một hơi thật dài. Lâm Quỳnh nghe vậy, tim gan đều theo đó mà run rẩy. Chỉ thấy Phó Hành Vân giơ ngón tay chỉ về một hướng. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, hai người rất nhanh đã ra khỏi giáo đường bên ngoài sớm đã có xe đứng đợi chiếc xe màu đen đậu ngoài đường lớn lâm quỳnh có chút đứng ngồi không yên giống như không phải lên xe mà là lên thuyền giặt nhất thời lâm quỳnh cảm thấy mình như cánh hoa bộ công anh bị gió thổi bay không biết đi đâu về đâu xe chạy vào khu biệt thự nhanh chóng dừng lại lâm quỳnh bước xuống xe trước thấy biệt thự trước mặt liền sững người trong mắt đều là vẻ kinh ngạc phó hành vân xuống xe dưới sự giúp đỡ của tài xế Lâm Quỳnh hoàng hồn lại, đẩy người vào trong. Biệt thự chiếm một diện tích rất lớn, thậm chí có đánh golf ở đây cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ sống ở đây, trong lòng Lâm Quỳnh không khỏi sinh ra nghi vấn. Cậu xứng sao? Đợi đến khi đẩy người tới lối vào cửa mới kinh ngạc phát hiện ra trong nhà có thang máy. Nhìn ngôi nhà sặc mùi chủ nghĩa tư bản, Lâm Quỳnh lẳng lặng quẹt đi hàng nước mắt chảy xuống khóe miệng. Phó Hành Vân đâu phải là lão đàn ông đẹp mà điên, rõ ràng là lão bé bi của cậu. Phó Hành Vân sau khi tiến vào biệt thự liền tách ra khỏi Lâm Quỳnh, tự mình đi thang máy lên lầu ba. Lâm Quỳnh ngồi trên sofa hồi tưởng lại tình tiết trong sách. Trong sách, Phó Hành Vân sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc dù mất đi quyền điều hành trong tay, nhưng cha già của anh còn có chút lương tâm, không cắt xén khoản tiền bạc của anh. Cho dù bây giờ Phó Hành Vân không đến công ty nhưng vẫn còn một khoản tiết kiệm lớn để anh sử dụng. Bộ ốc nhỏ bé của Lâm Quỳnh rơi vào trầm tư. Bây giờ cậu có chạy cũng không kịp nữa rồi. Nhìn trứng bồ câu trên tay, khẽ thở dài. Quả là sự trói buộc ngọt ngào mà. Sau thời gian 10 phút dài đằng đẵng, Lâm Quỳnh mới đưa ra một quyết định vô cùng gian nan. Cậu phải ở lại bầu bạn với Phó Hành Vân, đến ngày đối phương trở mình thì đề nghị ly hôn. Như vậy, vừa có thể bảo vệ tính mạng của mình, Vừa có thể nhận số tiền cấp dưỡng lớn sau ly hôn, chỉ cần cậu đóng vai một người bình thường trong khoảng thời gian phó hành vân giả heo ăn thịt hổ, không kiếm chuyện, không cắm sừng, có lẽ có thể toàn thay rút lui. Quyết định xong, Lâm Quỳnh đứng dậy giống như một chú chim non vỗ cánh bay lượn, nghĩ đến món tiền cấp dưỡng khi ly hôn, Lâm Quỳnh cực kỳ tận tâm với nghề nghiệp, dự định sẽ chăm sóc thật tốt cho lão baby của mình. À, à. Lâm Quỳnh còn chưa cất bước thì bụng đã kêu trước rồi. Ánh mặt trời bên ngoài đã dần lặn xuống. Ban đầu là chạy 2 ngàn mét sau khi xuyên qua, rồi lại kết hôn. Lâm Quỳnh căn bản không có thời gian ăn gì cả. Lâm Quỳnh vừa rồi đã đi một vòng quanh biệt thự rồi, phát hiện trong cái nhà này ngoại trừ cậu và Phó Hành Vân thì không hề có người thứ ba. Phó Hành Vân sau khi tàn tật tính tình thay đổi, còn mắc về bệnh tâm thần. Con người ta một khi đầy đủ về mặt tiền bạc sẽ có nhu cầu đa dạng đối với mặt tinh thần. Huống hồ là ở trong cái giới thượng lưu này, Phó Hành Vân vấp ngã không gượng dậy được, tính tình thay đổi, bị người người bàn tán. Người giúp việc trong nhà cũng lần lượt đưa đơn nghỉ việc. Đây là một đả kích tinh thần lớn đối với Phó Hành Vân sau khi tàn phế. Lâm Quỳnh hồi tưởng lại tình tiết trong sách rồi lắc lắc đầu. Sau đó nhìn lên lầu, đứa trẻ xui xẻo cũng không biết đối phương ngày ngày ăn uống như thế nào. Lâm Quỳnh ở ngực cất bước đi vào nhà bếp, đột nhiên cảm thấy bản thân thật là vĩ đại. Đầu tiên là lục tủ lạnh, cũng may tìm được vài nguyên liệu trong ngăn đông, lấy ra nhìn, phát hiện vẫn còn tươi. Đợi đến sau khi nấu cơm xong rồi, Lâm Quỳnh đến trước thang máy, chuẩn bị lên lầu tìm Phó Hành Vân. Mời nhập văn tay miệng lâm quỳnh biến thành hình chữ o còn cao cấp quá nhỉ giơ tay nhấn vân tay của mình lên không chính xác ngón trỏ vân tay không chính xác ngón giữa vân tay không chính xác Sau khi thử hết 10 đầu ngón tay, mắt Lâm Quỳnh đã trận tròn. Nếu như không đi được thang máy, có nghĩa là cậu phải leo thang bộ lên. Mặc dù đoán không ra địa vị của mình là gì, nhưng có lẽ là điều dưỡng. Lâm Quỳnh lê dép lạch bạch lên lầu. Phòng ở lầu 3 không ít, nhưng trùng hợp là phòng của Phó Hành Vân đang phát ra vài âm thanh. Lâm Quỳnh tiến lên phía trước gõ cửa. Đại Lãng! À, à không, Hành Vân! Ăn cơm thôi. Hết chương 6 Xuyên thành năm thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử Chương 7 Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Phó Hành Vân nghiêng đầu nhìn cánh cửa Phía công ty cứ làm theo cách của tôi Sau đó cúp máy, xoay bánh xe lăn đi về phía cửa Thấy bên trong không có tiếng động gì, thanh niên Lâm Quỳnh lòng tràn đầy tinh thần Olympic, giơ tay miệt mài gõ cửa. Tay nắm thành quyền, theo hướng rơi xuống, dây tiếp theo cánh cửa không hề báo trước mà mở ra. Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh thấy vậy vội vàng thu tay lại, sau đó vỗ vỗ ngực mình. Cũng may chưa đấm vào mặt Phó Hành Vân. Phó Hành Vân ngước mắt lên. Chuyện gì? Lâm Quỳnh nở một nụ cười công nghiệp. Ăn cơm thôi. Phó Hành Vân nhìn đồng hồ đeo trên tay, vẫn còn cách giờ bình thường người ta đưa cơm cho anh một khoảng thời gian. Phó Hành Vân nhíu mày. Đặt xếp. Lâm Quỳnh có chút ngại ngùng. Tôi nấu. Đoạn đậu yến. Lâm Quỳnh đưa tay lên ngực mình. Bữa tối tình yêu. nhất thời bầu không khí rơi vào im lặng hành vi của đối phương quá ân cần phó hành vân rơi vào trầm tư nhưng lâm quỳnh không hề nghĩ nhiều như vậy hôm nay bận rộn kết hôn không kịp ăn gì cả tôi thấy trong tủ lạnh còn đồ ăn nên tiện tay nấu vài món lời vừa nói xong người đàn ông đặt câu hỏi cậu biết nấu ăn lâm quỳnh nháy nháy mắt ừ mắt phó hành vân tối lại trước khi kết hôn anh đã sớm cho người điều tra về Lâm Quỳnh rồi, nhưng báo cáo điều tra cho thấy Lâm Quỳnh chỉ là tên công tử bột, 10 ngón tay không chạm nước xuân, căn bản không biết nấu cơm. Phó Hành Vân xoay bánh xe lăn Không ăn. Quay người rất dứt khoát, giống như một đứa trẻ đang ở độ tuổi phản nghịch 15-16 vậy. Lâm Quỳnh vội vàng chặn lại. Anh không đói sao? Không đói. À, à. lâm quỳnh tưởng rằng đối phương ngại cúi đầu thẹn thùng không cần khách sáo với tôi đâu phó hành vân không hề nhé lâm quỳnh đẩy anh đến trước cửa thang máy phó hành vân không còn cách nào khác đành phải bấm vân tay sau khi vào thang máy lâm quỳnh còn rất chu đáo đẩy phó hành vân vào góc khu tam giác vàng phó hành vân lâm quỳnh nghiêm túc phổ cập kiến thức khi xảy ra sự cố cho dù tôi có chạy mất thì anh cũng sẽ không bị thương vợ chồng như chim liền cành gian nan ập đến ai nấy tự bay sau đó chỉ thấy lâm quỳnh lẳng lặng đứng ở góc còn lại phó hành vân lâm quỳnh dường như ý thức được điều gì đó vội vàng nói đương nhiên những điều ban nãy chỉ là giả thiết thôi nếu như thật sự xảy ra sự cố tôi tuyệt đối sẽ không bỏ anh lại đâu phó hành vân nhìn cậu một cái không nói gì. Hai phút sau. Sao thang máy lại không di chuyển vậy? Nhớ đến việc vào thang máy phải nhập dấu vân tay trước đó, Lâm Quỳnh nghiêng đầu nhìn qua anh. Cần có mật khẩu hả? Phó Hành Vân trầm mặt một lúc. Cậu chưa bấm nút. Ra khỏi thang máy, Lâm Quỳnh đẩy Phó Hành Vân vào phòng ăn, nhìn ba món một canh trên bàn, Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hành Vân hiếm có mà tỏ ra kinh ngạc. Hương thơm của món ăn bốc lên ngào ngạt. Hình như cũng rất ra gì đó. Nếu đã muốn sau này cầm tiền của Phó Hành Vân bỏ chạy, vậy thì bây giờ phải chịu trách nhiệm với người ta. Lâm Quỳnh tận tâm tận lực cố định lại xe lăn của Phó Hành Vân, sau đó quay người đi vào xới cơm. Tên tên! Một bát cơm đầy ụ như núi nhỏ được đặt xuống trước mặt. Phó Hành Vân Lâm Quỳnh cũng bưng phần cơm của mình, thoải mái, vui vẻ ngồi đối diện Phó Hành Vân. Tính thử ngày tháng, cậu đã 4 tháng không được ăn cơm rồi, sau đó cầm đũa lên bắt đầu và cơm. Lâm Quỳnh ăn cơm không phát ra tiếng, nhưng lại rất thích và cơm vào miệng. Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh toàn thân đang tỏa ra sự vui vẻ khi được ăn cơm. Sau khi thấy người ta ăn, xác nhận bên trong không có độc mới động đũa. Thấy anh gấp một miếng cá, hai mắt lâm quỳnh sáng rực hỏi thế nào phó hành vân ăn vào miệng thịt cá tươi ngon không hề tanh hương vị ấy vậy mà lại không tệ phó hành vân tạm được lâm quỳnh nghe xong cười cười sau đó gấp cho anh thêm một miếng anh ăn nhiều một chút phó hành vân nhìn cậu ngay sau đó lâm quỳnh nở một nụ cười thẹn thùng bổ não phó hành vân nhất thời không biết là đang tốt cho anh hay là đang mắng anh nữa ăn tối xong lâm quỳnh đứng dậy thu dọn chén đũa ba món một canh đã bị hai người ăn sạch sành xanh nhưng đa số đều là phó hành vân ăn nhìn bóng dáng bận rộn của lâm quỳnh người đàn ông mở miệng cậu biết nấu ăn từ trước hả lâm quỳnh quay đầu nhìn anh một cái ừ từ nhỏ đã học nấu rồi lâm quỳnh lớn lên trong cô nhi viện những đứa trẻ ở đó không có sự chở che của cha mẹ, cái gì cũng phải học, có tốt có xấu, không ai quản lý và dạy dỗ, có đi sai đường hay không, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà nguyên nhân Lâm Quỳnh học nấu ăn lại là vì bà dì làm bếp nấu cơm quá dở. Phó Hành Vân nghe xong không hỏi gì thêm, để lại một câu: "Nhà bếp có máy rửa chén." Rồi quay người đi lên thang máy lên lầu 3. Khi Lâm Quỳnh quay đầu lại thì người sớm đã mất tâm rồi. Không ngờ lão âm binh đó còn ân cần như vậy. Phó Hành Vân sau khi quay lại lầu ba, đẩy xe lăn tới thư phòng, cầm điện thoại lên, bấm gọi một giải số. Phó Tổng Hôm nay không cần đưa cơm đến nữa. Phó Hành Vân trầm mặt một lúc, nói tiếp. Sau này cũng không cần nữa. Đầu dây bên kia rõ ràng là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm chỉ hỏi về phó tổng có cần phái người đến chăm sóc không? Phó Hành Vân nghe xong cũng không trả lời ngay lập tức. Vậy còn phải xem Lâm Quỳnh có thể giả bộ bao lâu? Tạm thời không cần. Phó Hành Vân Đi điều tra lại tư liệu về Lâm Quỳnh, chi tiết một chút. Vâng, Phó Tổng Phó Hành Vân cúp máy, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, rơi vào trầm tư. Sau trận hỏa hoạn nửa năm về trước, Phó Hành Vân đã sinh ra lòng phòng bị với tất cả mọi người xung quanh, bắt đầu từ thuộc hạ trung thành cho đến những người giúp việc, tất cả đều được lọc máu một lượt. Bây giờ trong nhà sở dĩ không có bất kỳ người giúp việc nào cũng chẳng qua là sợ bị người ta đánh lén. Còn về Lâm Quỳnh, anh cũng sẽ sớm tìm một lý do hợp lý nào đó để loại bỏ cậu. Ngón tay khớp xương rõ ràng của Phó Hành Vân gõ nhịp trên chiếc xe lăn lạnh như băng, đôi mắt đen sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì không bao lâu sau cửa phòng lại bị gõ chuyện gì giọng lâm quỳnh từ bên ngoài truyền vào trong nhà còn phòng trống không tôi không biết hôm nay phải ngủ ở phòng nào mặc dù hai người bây giờ đã kết hôn và nên ngủ cùng nhau nhưng lâm quỳnh biết phó hành vân không có chút hảo cảm nào với mình nếu dám tùy tiện vào phòng của anh cậu cảm thấy bản thân có lẽ đi vào thì thẳng lưng đi ra thì nằm sấp phó hành vân trừ căn phòng cuối cùng ra lâm quỳnh nghe xong thì gật gật đầu lịch sử đáp lời tôi biết rồi nói xong liền vui vẻ đi tìm phòng lâm quỳnh xách cái túi nhỏ của mình đi vào phòng là hành lý tài xế xách vào khi xuống xe phòng lấy tông đạo nhạc làm chủ đạo trông không xa hoa như vẻ bên ngoài của biệt thự mà vô cùng giản dị Lâm Quỳnh lấy đồ từ trong túi ra rồi đi vào phòng tắm. Ngạc nhiên phát hiện ra bồn tắm massage. Lâm Quỳnh đổ nước ấm đầy bồn tắm, tiếng nước chảy xuống rào rào, nước ấm nấu ếch. Không phải, cậu bây giờ là người đã có bạn bè rồi. Nước ấm nấu chim non. Lâm Quỳnh ngâm mình xong liền thay đồ ngủ, nằm lên giường, thoải mái thở một hơi thật dài. Ngủ bờ ngủ bụi lâu rồi, nhất thời nằm giường không quen. Lâm Quỳnh lấy gối ôm vào lòng, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường. Cạch! Bên cửa vang lên tiếng động, Lâm Quỳnh nghe thấy tiếng liền đưa đôi mắt đen lấy nhìn ra ngoài. Lâm Quỳnh! Lúc này, chàng thanh niên nằm trên giường đang vùi mình trong tấm chăn trắng tinh, chỉ có cái đầu bông xù là còn ở bên ngoài. Vì mới tắm xong mà đôi mắt kia trông thật mơ màng. Phó Hành Vân nhìn bé sâu mèo trên giường, sắc mặt lạnh lùng như rơi vào hồ băng cậu đang làm gì vậy đờ mờ đờ mờ đờ mờ lẽ nào đi sai phòng rồi lâm quỳnh ngồi bật dậy trên giường sau đó cố lấy lại bình tĩnh anh nghe qua câu chuyện về hoàng hương chưa phó hành vân khoanh tay nhìn cậu lâm quỳnh cứng nhắc nuốt nước bọt sau đó ngại ngùng cúi đầu xưa có hoàng hương làm ấm giường cho cha nay có lâm quỳnh làm ấm giường cho chồng Phó Hành Vân, ba chấm. Nhân lúc người ta còn chưa kịp phản ứng, Lâm Quỳnh vội vàng cuốn gói ra khỏi phòng. Lúc ra cửa còn không quên chút một câu ngủ ngon. Lâm Quỳnh sau khi ra ngoài mới thở vào nhẹ nhõm, vốn cho rằng đã đủ cẩn thận, nào ngờ đâu lại đi nhầm phòng. Không sao, cuộc đời này rất nhanh sẽ kết thúc. Sau đó ngẩng cái đầu bông xù đi qua phòng kế bên. Sáng sớm hôm sau Lâm Quỳnh tỉnh dậy từ trên giường, mái tóc bông xù, đen và dậy đang gối trên gối đầu cậu cảm thấy toàn thân nhẹ bẩn như ngủ trên mây vậy cậu lên thiên đường rồi sau đó mới hoàn hồn lại đúng rồi hôm qua cậu xuyên vào trong sách rồi lâm quỳnh chậm rì rì ngồi dậy trên giường sau đó vén chăn ra xuống giường trên chân truyền đến một cơn đau nhất tê dại bụp lâm quỳnh ngã mạnh xuống đất cơn đau trên mông làm cậu ngã đến tỉnh ngủ Lâm Quỳnh thê thảm bò từ trên đất dậy, lúc đi ra ngoài còn liếc nhìn căn phòng kế bên, cũng không biết Phó Hành Vân đã dậy chưa, sau đó nhìn đồng hồ, còn chưa đến 6 giờ. Đồng hồ sinh học từ kiếp trước khiến cho chú chim non muốn ngủ nướng bị ép tỉnh. Hôm qua nấu cơm tối đã dùng gần hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi, Lâm Quỳnh ăn mặc chỉnh tề, định ra ngoài xem có chợ sớm bán đồ ăn không, tiện thể vứt rác luôn. Lâm Quỳnh đi đến nơi đổ rác. Vừa nhìn liền thấy ngay một ông lão thu gom rác. Lâm Quỳnh nhìn ông lão mặc một thân hàng hiệu đang lục thùng rác, rơi vào trầm tư. Lục thùng rác lẽ nào là sở thích của đại chúng sao? Ông lão như ý thức được điều gì đó, quay đầu lại, hai mắt giao nhau với cậu. Mặt đối phương đầy phong bị nhìn cậu. Mấy thùng rác này ngày nào tôi cũng gom. Lâm Quỳnh Không, tôi không hề có ý đó. Ông lão lương hưu hai chục ngàn. Lâm Quỳnh thật là tốt. Lâm Quỳnh đổ rác xong thì đi dạo xung quanh. Nhưng khu biệt thự nhà giàu chỉ có siêu thị lớn, không có chợ sớm. Lâm Quỳnh siết chặt ví tiền đi vào, đẩy một chiếc xe đẩy đi vào quầy rau củ. Rau củ trong này đều được đóng trong hộp nhựa, bán từng phần. Lâm Quỳnh cầm một hộp rau xanh lên. Đột nhiên giống như bị cái gì đó làm chói mắt, cúi đầu nhìn một cái. Một phần tám mươi đồng. Đợi Lâm Quỳnh sách đóng đồ mới mua ra ngoài thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Số đồ đã mua không ít, gần như là đủ nguyên liệu nấu ăn cho một tuần. Số tiền đã dùng bằng cả một tháng lương của cậu ở kiếp trước. Cậu quả thật càng lúc càng không giống mình rồi. Sau đó cúi đầu tự diễu, giống như một người có tiền. Hết chương 7 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 8 và 9 Lâm Quỳnh sách đồ mới mua về nhà, vừa vào cửa đã thấy Phó Hành Vân ngồi trong phòng khách xem bản tin tài chính. Lâm Quỳnh trước này không quan tâm đến tin tức lắm, dù sao thì kiếp trước của cậu chính là một tin tức xã hội. Âm thanh cách đó không xa truyền đến, Phó Hành Vân nghiêng đầu nhìn Lâm Quỳnh đang sách không ít đồ đạc. Lâm Quỳnh thấy anh nhìn mình, khóe môi nở một nụ cười. Chào buổi sáng, khóe môi chàng thanh niên nhếch lên đầu tóc không chải chuốt gọn gàng như ở hôn lễ hôm qua mái tóc đen dày rủ trước trán trông như một sinh viên vừa bước ra khỏi cánh cổng đại học phó hành vân nhìn rồi lẳng lặng quay đầu đi lâm quỳnh mở nó chứ cái tên đàn ông xấu xa này lâm quỳnh vào bếp làm bữa sáng sau đó ra phòng khách đẩy người vào ăn cơm phó hành vân nhìn lâm quỳnh mỗi một hành động của đối phương đều vô cùng khả nghi từ tối qua sau khi đối phương vào phòng anh trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một phỏng đoán đối phương có thể là người do nhà chính phái đến đây để giám sát anh trước đây anh vốn định mặc kệ xem lâm quỳnh là không khí nếu như cậu không gây rối nhưng bây giờ xem ra đối phương không hề đơn giản như vậy phó hành vân vốn dĩ không phải là người đa nghi như thế mãi cho đến khi trận hỏa hoạn nửa năm về trước sau bữa sáng, Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân ngồi trên xe lăn Cả một biệt thự lớn như vậy mà không có một người giúp việc nào. Xem ra phía Phó Gia cũng không nhẫn tâm ở mức bình thường đâu. Chẳng trách Phó Hành Vân sau khi trở mình thì đến cả cha ruột cũng không bỏ qua. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Tôi đẩy anh ra ngoài đi dạo nha. Sáng nay lúc Lâm Quỳnh ra ngoài thấy trời cao gió lộng. Sau đó lại hiếp mắt nhìn qua đôi chân của Phó Hành Vân đi ra ngoài tắm nắng bổ sung canxi. Người đàn ông nhìn cậu một cái, giọng nói lạnh lùng. Không đi. Lâm Quỳnh. Không khí bên ngoài rất tốt, cứ ngày ngày ở lì trong nhà sẽ một nắm đó. Phó Hành Vân vẫn kiên quyết. Không đi. Tình nhóc này sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Nhưng bây giờ tất cả đều lấy sức khỏe của đối phương làm trọng. Nếu không, sau khi ly hôn, cậu cầm tiền cấp dưỡng sẽ không thấy thoải mái trong lòng thanh niên tiến lên phía trước, cúi người xuống, đôi mắt trong veo, có hồn, nhìn thẳng vào đối phương. Hay là ra ngoài đi dạo một chút đi. Nái xong đưa tay chọt chọt vào đùi phó hành vân, ngón tay hơi lành lạnh chạm vào đầu gối của người đàn ông. Nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện ra đầu ngón tay trắng nõn kia đang khẽ rung. Trong khoảnh khắc trông giống như chim tâm đậu trên người cá sấu vậy. Bây giờ đang là giai đoạn hồi phục của anh. Ra ngoài đi dạo tắm nắng bổ sung canxi si sẽ chống khỏi hơn, anh cũng sẽ sớm ngày đứng dậy được. Phó Hành Vân nhíu mày, đôi mắt càng đáng sợ, u tối sâu không thấy đáy. Giống như đối phương đang nói một câu bông đùa nào đó cực kỳ xúc phạm đến anh vậy. Bác sĩ đều đã nói nửa đời sau của anh sẽ không đứng dậy được nữa, người trước mắt vậy mà lại ôm một suy nghĩ khiến người ta thấy nực cười như thế. Phó Hành Vân gạt bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình ra. Không cần cậu quan tâm lâm quỳnh từ nhỏ đã tự mình lăn lộn không được gia đình bảo vệ đương nhiên rất biết nhìn sắc mặt của người khác nhìn thái độ của phó hành vân lâm quỳnh ý thức được mình đang chạm đến vùng cấm nhưng lỡ đạp một chân vào vùng cấm chuyện thu chân lại cũng không phải cậu muốn là được lâm quỳnh nuốt một ngụm nước miếng căng da đầu nói chúng ta đều đã kết hôn rồi sao có thể không quan tâm phó hành vân cậu đừng quên chúng ta kết hôn vì điều gì lâm quỳnh nhìn anh thật lâu sau đó cúi đầu thẹn thùng nói tình yêu phó hành vân thấy sắc mặt của người đàn ông lạnh đi lâm quỳnh vội vàng nói đứng từ góc độ của anh mà nói có thể là vì lợi ích nhưng đứng từ góc độ của tôi mà nói thì là vì tình yêu nói xong thanh niên đưa tay ra phía trước nắm lấy tay của đối phương phó hành vân thật ra tôi thích anh từ rất lâu rồi nhưng trước đây vì anh quá mức ưu tú và tỏa sáng mà tôi chỉ là một con người nhỏ nhoi trong hàng ngàn hàng vạn những con người ái mộ anh nói rồi ngừng lại một chút tôi cảm thấy mình không xứng với anh nhưng sau đó anh lại không may gặp tai nạn tôi cũng bất ngờ có được cơ hội liên ngô vì lợi ích này mặc dù trước đây tôi ngoài miệng nói không đồng ý nói tới đây Lâm Quỳnh dừng lại, nhìn trứng bồ câu trên tay mình. Thật ra trong lòng tôi đã sớm vui như hoa nở rồi. Đôi mắt trong veo của đối phương chớp chớp nhìn anh, không chút trốn tránh hay chột dạ. Phó Hành Vân nhìn suy nghĩ trong lòng giống như một bức tường bị chú chuột nhắc đào ra một khe hở. Nhưng khe hở đó quá nhỏ nhoi, một phần trăm. Vài ba câu nói của đối phương không hề lay động được suy nghĩ trong lòng anh. Lâm Quỳnh nhìn anh, trong đôi mắt kia dần xuất hiện một thứ cảm xúc đầy đau thương. Tôi biết anh không yêu tôi. Kết hôn cùng tôi cũng chỉ vì sự trói buộc của gia tộc. Nhưng không sao cả. Hãy để tôi bầu bạn bên anh trong khoảng thời gian gian khổ nhất này là đủ rồi. Đợi anh khỏi bệnh rồi thì chúng ta ly hôn. Nói xong, tay Lâm Quỳnh lại một lần nữa đặt lên đầu gối của Phó Hành Vân. Lần này không ngang tầm mắt với người ta nữa, mà cúi thấp xuống một chút, Ngẩng đầu lên nhìn đối phương, khuôn mặt trắng trẻo của chàng thanh niên khẽ ngước lên, mắt rủ xuống giống như một động vật nhỏ nhìn anh, từ mặt thị giác có thể đem lại cho người ta cảm giác thỏa mãn khi được lấy lòng. Ánh mắt Phó Hành Vân bất giác rơi trên mặt Lâm Quỳnh, đang định nói gì đó liền bị thanh niên giơ tay bịt miệng lại. "Tôi không mong cầu tình yêu của anh, tôi chỉ muốn bầu bạn bên anh." "Và tiền." Miệng nhỏ của Lâm Quỳnh không ngừng bla bla, Phó Hành Vân khoanh tay nhìn cậu. Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu. Lâm Quỳnh nhìn anh, hỏi ngược lại. Không phải sao? Nếu cậu đã nói thích tôi từ rất lâu, vậy tại sao trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cậu? Lâm Quỳnh nhìn anh chầm chầm. Anh quên rồi. Phó Hành Vân. Gì cơ? Lâm Quỳnh. Tôi tự ti nhưng chúng ta quả thật đã từng gặp nhau phó hành vân nhướng mày ở đâu lâm quỳnh thiện thùng cúi đầu trong mơ lâm quỳnh hắn giọng sau đó nghiêm túc nói tôi biết bây giờ anh không thể nào tin tôi nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả anh chỉ cần biết rằng tôi yêu anh tiền của anh là đủ rồi đôi mắt ấy trong veo chân thành giống như có một ma lực nào đó hấp dẫn người khác khiến cho người ta không dời mắt đi được ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng bóng cây đa búp đỏ bày trong phòng khách bị kéo dài ra che phủ toàn thân phó hành vân nhưng ánh sáng phản chiếu trên chiếc xe lăn lại vô cùng chói mắt ánh sáng một sáng một tối gương mặt vốn trắng trẻo của thanh niên bị chiếu càng thêm rõ ràng Môi đỏ, răng trắng, ánh mắt sáng ngời, đôi mắt đen như trái nho nhìn thẳng vào anh. Hàng mi cong dài rũ bóng khẽ rung, ngón tay Phó Hành Vân khẽ nắm chặt. Đôi mắt rũ một nửa nhìn Lâm Quỳnh. Rất đẹp. Người trước mắt rất quyến rũ. Phó Hành Vân nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, quả thật trời rất đẹp. Cuối cùng hai người ai cũng lùi một bước, chuẩn bị ra sân vườn rộng như sân golf đi dạo. Lâm Quỳnh hài lòng thỏa ý đẩy người đi dạo trong vườn bởi vì vận động quá độ 2000m hôm qua nên sáng sớm hôm nay chân đã tê mãi đến bây giờ. Vốn dĩ định đi bộ khoảng mười mấy phút nhưng diện tích của biệt thự này so với tưởng tượng của cậu hình như còn lớn hơn rất nhiều. Lượng bên ngoài một vòng thôi mà mất cả nửa tiếng đồng hồ. Khi về đến nhà, Lâm Quỳnh giống như phế nhân nằm trên sofa, ngửa bụng lên như cá chết ngửa bụng phó hành vân nhìn cậu rồi quay người lên lầu ba điện thoại để bên cạnh rung lên nghe thôi cũng làm người ta nhức đầu lâm quỳnh giơ tay cầm lên nhìn một cái là một số lạ chưa lưu nhích ngón tay lướt qua bắt máy đầu dây bên kia thấy đối phương bắt máy vừa định mở miệng thì ngay lập tức nghe thấy giọng nói hữu khí vô lực của một chàng thanh niên không mua bảo hiểm vương trình tôi không bán bảo hiểm ồ đối phương uể oải đáp lại một tiếng không làm thẻ vương trình hít sâu một hơi tôi không bán bảo hiểm cũng không làm thẻ tôi là quản lý của cậu Lâm Quỳnh vừa nghe thì chân mày lập tức nhướng lên, nguyên chủ vậy mà lại là một tên phá của có công ăn việc làm. Trong sách không miêu tả quá nhiều về tên phá hồi Lâm Quỳnh này, đơn giản mà nói thì sinh ra để chết. Vì vậy mà cậu ta làm công việc gì, trong sách không miêu tả chi tiết. Đối phương tự xưng là quản lý, lẽ nào là người trong ngành giải trí? Lâm Quỳnh đáp lại một tiếng. Có chuyện gì sao? Giọng của Vương Trình đầy phẫn nộ. "Cậu còn có mặt mũi hỏi tôi? Cậu xem xem bây giờ đã là ngày mấy rồi? Cậu xin tôi nghỉ phép 3 ngày, bây giờ con mẹ nó chứ, đã qua cả tuần rồi vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu." Lâm Quỳnh đưa điện thoại ra xa một chút. "Có một số chuyện làm trì hoãn. Bây giờ đã giải quyết xong hết chưa?" Vương Trình cũng biết rõ đối phương là loại người chết tiệt gì, hắn giọng một cái, tâm trạng hòa hoãn lại không ít ngữ khí cũng ôn hòa hơn suy cho cùng thì những lúc như thế này đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp hất mặt ngắt điện thoại chơi trò mất tích lâm quỳnh ngước mắt nhìn lên lầu ba một cái gần như xong cả rồi vương trình nghe vậy liền nói thẳng tôi nhận việc cho cậu rồi ngày mai tới đón cậu lâm quỳnh rơi vào trong mây mù công việc gì chụp hình phục trang không dễ dàng gì kiếm được việc Cậu đừng có mà làm hỏng chuyện đó." Lâm Quỳnh nghe xong gật gật đầu, lập tức hiểu được phần nào sự nghiệp của mình. "Vương Trình, sáng sớm ngày mai tôi đến đón cậu, chỗ cũ đúng chứ?" Lâm Quỳnh nào biết chỗ cũ là ở đâu, mở miệng nói, "Tôi đổi chỗ ở rồi." "Vương Trình, vậy cậu gửi địa chỉ cho tôi, mai tôi đến đó." Lâm Quỳnh "Ok" một tiếng. Vào giờ cơm tối, Lâm Quỳnh nói với Phó Hành Vân chuyện ngày mai phải đi làm. Người đàn ông ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt hiếm có mà xuất hiện sự bất ngờ. Có công việc đến tìm cậu. Lâm Quỳnh gật đầu. Ừ, không biết bao giờ kết thúc, có thể là tối mới về. Phó Hành Vân không nhìn cậu nữa. Cậu không về cũng được. Vậy sao được? Lâm Quỳnh vô cùng nghiêm túc. Bồn tắm massage trong nhà sẽ phải chịu cô đơn đó. Ngày hôm sau, Lâm Quỳnh gõ cửa phòng kế bên. Tôi đi làm đây. Anh nhớ ăn bữa sáng nha. Đợi bên trong truyền ra lời đáp lại đầy lạnh nhạt của người đàn ông. Cậu mới xuống lầu, ra khỏi nhà. Vương Trình gọi điện thoại tới. Tôi tới rồi, cậu từ trong đi ra là thấy tôi ngay. Quả không sai. Cậu vừa ra khỏi khu biệt thự, liền nhìn thấy bên kia đường có một người đàn ông trung niên đang đứng dựa vào xe vẫy vẫy tay về phía cậu sau lưng là một chiếc BMW mới. Lâm Quỳnh hiểu rõ, vừa đi thêm vài bước, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó một bóng dáng non nớt chạy xong về phía cậu, giống như một chú bướm vỗ cánh bay lên chiếc BMW kia. BMW màu đen chạy đi mất rồi, lộ ra một chiếc xe cá mập cũ nát phía sau. Vương Trình thấy đối phương thì liền vui mừng, vẫy tay. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh Đối phương trông có vẻ mới qua 20, tuổi tác so với cậu thì không chênh lệch lắm. Lâm Quỳnh bước về phía trước, kéo cửa chiếc xe cá mập ra, ngồi lên. Vương Trình nhìn khu biệt thự xa hoa phía sau, không khỏi bất ngờ cảm thán. Đờ mờ, nơi này còn tốt hơn nhiều chỗ ở của cậu trước đây. Mặc dù biết nhà Lâm Quỳnh giàu có, nhưng gần đây nghe nói doanh nghiệp nhà cậu cạnh tranh không nổi, không kiếm ra tiền, nên tên phú nhị đại phá của này mới ra ngoài kiếm tiền mặc dù tiền kiếm được không đủ cậu tiêu nhưng lâm quỳnh trước giờ tiêu xài phóng khoáng không mấy để ý tới nơi ở trước đây của cậu là chung cư thuê theo tháng với giá không hề rẻ hắn may mắn được đến một lần bên trong không khác gì chuồng heo nhưng những điều này không phải trọng điểm trọng điểm là bây giờ lâm quỳnh vậy mà lại chuyển đến sống ở khu biệt thự nhà giàu nổi tiếng vương trình đưa mắt nhìn cậu ba cậu lọt vào danh sách phóp rồi lâm quỳnh nhìn hắn một cái đâu có vương trình vậy sao cậu lại đi từ trong đó ra lâm quỳnh quay đầu nhìn sau đó giơ tay chỉ cậu nhìn thấy con đường kia không vương trình lập tức ngó đầu ra nhìn thấy rồi lâm quỳnh mở miệng tôi đi từ trong đó ra vương trình ba chấm hai người nói chuyện phím vài câu Vương Trình nổ máy. Âm thanh vang rền chói tai vang lên, xem ra chiếc xe cá mập này cũng đã có tuổi rồi. Chiếc xe cá mập nhỏ cọc cà cọc cạch đi trên đường. Thông qua trò chuyện, Lâm Quỳnh cũng từ Vương Trình mà hiểu rõ về công việc của nguyên chủ. Làm diễn viên trong giới giải trí, nhưng ra mắt 2 năm rồi mà vẫn như người mới. Lâm Quỳnh không có danh tiếng, nhưng bệnh ngôi sao thì có thừa. Không diễn thi thể, không đóng quần chúng, nếu không vui thì sẽ quay đầu đi thẳng một nghệ sĩ càng làm càng nát bét như vậy đương nhiên sẽ không có người muốn dùng suy cho cùng thì trong giới giải trí đâu thiếu những người vừa đẹp vừa nghe lời mặc dù tướng mạo của cậu xuất chúng nhưng cũng không nhận được việc gì lịch trình hôm nay cũng chẳng qua chỉ là chụp hình mẫu cho một thương hiệu nhỏ bình thường mà thôi không sai còn không phải là một kiểu tạp chí nữa chỉ là treo trên trang web của thương hiệu nhỏ kia vài ngày thôi. Vương Trình vừa lái xe, vừa liếc qua nhìn cậu. Cảm thấy cái bệnh ngôi sao của cậu hôm nay đã bớt đi không ít. Cậu biến mất lâu như vậy, đã làm những gì thế? Lâm Quỳnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phó Hành Vân, nhắc đối phương đừng quên ăn sáng. Sau khi nghe đối phương hỏi, trả lời. Rút chút thời gian ra kết hôn tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên vương trình vội vàng dừng xe lại bên đường cậu kết hôn rồi lâm quỳnh có chút khó hiểu nhìn hắn đúng vậy vương trình lập tức liên tưởng đến cảnh hôm nay lâm quỳnh bước ra từ khu biệt thự nhà giàu mặc dù là khu nhà giàu nhưng đa số người sống ở khu đó đều là những thương nhân giàu có nổi tiếng Hắn ngày ngày xem bản tin tài chính là vì mong muốn một ngày nào đó trúng sổ số, tiến vào danh sách những người giàu có nhất. Nhưng mấy ngày gần đây cũng không nghe nói có đại gia trẻ tuổi nào kết hôn. Lòng vương trình đột nhiên nặng nề. Đối phương lớn hơn cậu không ít nhỉ? Lâm Quỳnh suy nghĩ. Kém 6 tuổi, một bàn tay đếm không hết. Đúng là không ít. Vương Trình không dám tin. Đối phương sẽ vì tiền mà xa ngã đến mức độ này nhưng vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Cậu vừa ý đối phương ở điểm nào? Là khí chất bất phàm, ăn nói nho nhã. Vương Trình thầm cầu nguyện trong lòng. Lâm Quỳnh vô cùng thành thật, vừa nghĩ đến món tiền cấp dưỡng sau ly hôn liền cười sáng lạng. Tiền của anh ấy, Vương Trình. Cậu gả cho một lão già. Lão già gì chứ, lão già khó nghe vậy. Lâm Quỳnh nghiêm túc phản bác. Vương Trình nhìn thấy một tia hy vọng. Lâm Quỳnh Anh ấy chẳng qua chỉ là sống hơi lâu mà thôi. Vương Trình Mặc dù trước đây Vương Trình rất ghét Lâm Quỳnh, thậm chí đến độ muốn bỏ luôn, không làm nữa, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc cho sự xa ngã của đối phương. Thấy dáng vẻ không tim không phổi chết tiệt của cậu mà cảm thấy đầu đau tim nhói. Trong nháy mắt, nụ cười của đối phương cực kỳ sáng chói. Sinh mệnh tươi đẹp này lại phải vì tiền mà bán đi linh hồn của bản thân. Bị người ta sỉ nhục, chà đạp, bước lên con đường lầm lỡ. Đến khi già rồi, đối phương chắc chắn sẽ hối hận. Vương Trình nhìn cậu. Cậu vậy mà thật sự không kén chọn nhỉ? Lâm Quỳnh thẹn thùng. Làm người không thể quá trèo cao. Sau đó phá vỡ sự phiến diện của đối phương, nói với người ta. Hơn nữa, lão già thì có sao chứ? Lão già có của để còn hơn những thanh niên không đáng tin ngoài xã hội. Vương Trình mặt đầy bất lực, nghe Lâm Quỳnh ngồi bên lãm nhảm. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, không tiền cửa cũng mở không ra. Nhìn gương mặt thường ngày hay diễu võ dương oai của đối phương, Vương Trình trầm mặt, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời, vô cùng lo âu. Lâm Quỳnh thấy vậy nghi hoặc hỏi anh đang làm gì thế vương trình không nhìn mà lại thở dài một hơi cảm khái thế giới này lâm quỳnh ồ một tiếng sau đó nhìn kính chiếu hậu còn muốn nói thêm gì đó chỉ thấy vương trình trầm giọng nói có chuyện gì thì lát nữa hãy nói để tôi yên tĩnh một chút đã nhưng mà đừng quan tâm đến tôi lâm quỳnh lặng lẽ nhìn cảnh sát đang cầm giấy phạt đi đến Hết chương 8 9. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử. Chương 10. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Quỳnh dù có sống qua hai đời người rồi vẫn chưa gặp chuyện gì bối rối đến như vậy. Ngồi im trên ghế như tòa cung điện Potala. Lâm Quỳnh nhìn đồng chí cảnh sát, sau đó giơ ngón tay trắng nõn, thon dài của mình ra, chỉ chỉ vương trình sau đó lại chỉ chỉ sau gáy mình đồng chí cảnh sát gật gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó để lại biên bản phạt rồi rời đi thật ngầu một lúc sau vương trình cảm khái xong về chàng thiếu niên vì tiền mà xa ngã nói đi lúc nãy có chuyện gì cũng không có gì nói xong chỉ chỉ vào cửa kính xe lúc nãy vì vi phạm lỗi đậu xe đồng chí cảnh sát đến đây đưa giấy phạt vương trình Vậy sao lúc nãy cậu không nói với tôi? Anh nói anh cần yên tĩnh, bảo tôi lát nữa hãy nói. À. Khi hai người đến được địa điểm ghi hình thì đã là nửa tiếng sau. Lâm Quỳnh mở cửa xuống xe, đột nhiên lão đảo một chút. Vương Trình nhìn thấy liền mở miệng hỏi. Sao dáng cậu đi đường cứ là lạ nhỉ? Lâm Quỳnh đứng thẳng người, nhớ đến trải nghiệm chạy 2.000m hôm đám cưới. Hai ngày nay vận động quá độ, Vương Trình trừng lớn mắt, trong nháy mắt tưởng tượng ra cảnh một chàng thiếu niên thiếu thốn, vì tiền mà phải hiến thân, bị sỉ nhục, bị chà đạp. Nhưng cũng chỉ thở một hơi thật dài, quan tâm nói. Cơ thể còn ổn không? Khá ổn. Sau đó Lâm Quỳnh giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu hiếp hiếp lại, giọng nói đầy cay đắng. Nổi gió đông nam rồi. Vương Trình quay đầu liền nhìn thấy cảnh này. Chàng thanh niên ngẩn đầu hướng về phía mặt trời. Gió thổi bay tóc trước trán cũng làm lay động tà áo, khiến cho thân hình vốn gầy trông càng gầy hơn. Hàng mi đen như lông quả rung rung, đôi mắt u buồn, giống như đồ dễ vỡ dưới ánh nắng vậy. Vương Trình nhìn thấy vậy, nhất thời không biết an ủi đối phương như thế nào, muốn vỗ vỗ lên đôi vai gầy gò của đối phương. Tay dơ lên rồi lại thả xuống sau đó khô khan nói một câu sao vậy lâm quỳnh nếu như là lúc trước thì tôi chắc không có cơm ăn rồi địa điểm quay là một phim trường gần đó những nhãn hiệu nhỏ như thế này nào đâu rảnh tiền đi làm hậu kỳ quay cứ vậy mà đi đến phim trường quay hậu cảnh ở phim trường có rất nhiều phong cách gì cũng có chỉ cần trả phí thuê là đủ rồi lâm quỳnh cũng là lần đầu đến có chút hiếu kỳ và mong đợi nhìn xung quanh người ở đây không nhiều đa số đều là những nhãn hàng mang người mẫu đến quay hình vương trình gọi một cuộc điện thoại sau đó dẫn người vào địa điểm đã được chỉ định là một hậu cảnh được bố trí theo phòng học vườn trường lâm quỳnh thấy vậy thì có chút kinh ngạc không phải chụp hình mẫu quần áo sao cơ thể vương trình rõ ràng là cứng đơ lại sau đó cười ha ha nói phong cách vườn trường dùng từ tương đối uyển chuyển. Cậu ờ ờ, thị trường trang phục phong cách vườn trường hiện nay khá lớn, nhất thời cũng không nghĩ theo hướng khác. Mãi đến khi cầm trên tay bộ đồ thể dục hai màu xanh trắng. Lâm Quỳnh ngước mắt nhìn đối phương, người phía sau chột dạ quay đầu đi. Cái gì mà nhắn hiệu đồng phục chứ? Phương Trình bối rối gãi gãi đầu. Thật ra là bán cho đoàn phim, Gần đây không ít những bộ phim vườn trường được quay đều dùng trang phục kiểu dáng này. Trùng hợp là nhãn hạn nhìn trúng giá cả của cậu rẻ, ờ không phải, nhìn trúng ngoại hình xuất sắc của cậu. Lâm Quỳnh Vương Trịnh tưởng rằng vị tổ tông trước mặt này sẽ cáo gắt. Ai ngờ đối phương chỉ nhìn quần áo trong tay, không nói gì, mà cất bước đi vào phòng thay đồ. Lâm Quỳnh trước đây vì tính tình không tốt mà không có chút hảo cảm nào trong ngành, căn bản không nhận được công việc gì ra hồn. Ngay đến cả công việc hôm nay cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ mới lấy được. Lâm Quỳnh bước ra từ phòng thay đồ, đồng phục học sinh trên người không có chút cảm giác không hài hòa nào. Rất hợp. Chiều cao của cậu không hề thấp, 1m82, vai không rộng và chắc nịch như đàn ông trưởng thành mà hơi gầy một chút. Nhưng cũng vì thế mà mặc đồng phục học sinh lên trong càng có khí chất của tuổi thiếu niên. Phía nhãn hàng nhìn thấy cũng rất hài lòng, sau đó liền gọi nhiếp ảnh gia đến bắt đầu quay chụp. Lâm Quỳnh kiếp trước diễn kịch nói nên khống chế cảm xúc và quản lý biểu cảm đều vô cùng xuất sắc. Cả một bộ hình chỉ mất một tiếng chụp, so với tưởng tượng thì nhanh hơn không ít. Có một bộ hình được chụp cực kỳ xuất sắc, Lâm Quỳnh mặc đồng phục học sinh, ánh sáng từ bên cạnh chiếu xuyên qua, ngoại hình không có tính công kích, khóe môi nhếch lên giống như một chú chó lớn rực rỡ và tràn đầy sức sống lâm quỳnh cũng không ngờ công việc lại kết thúc nhanh như vậy quay người đi vào phòng thay đồ đợi đến khi ra ngoài liền nhìn thấy vương trình đợi cậu ở cửa vương trình thấy lâm quỳnh cầm điện thoại trong tay đang làm gì thế lâm quỳnh liên lạc với người nhà vương trình chết trong lòng một chút không ngờ bây giờ lâm quỳnh đến cả ra ngoài cũng phải báo cáo với lão biến thái kia hay, đây chính là cái giá của việc bán rẻ linh hồn cho đồng tiền. Vương Trình Cảm thấy vẫn ổn chứ. Lâm Quỳnh nhắn tin cho Phó Hành Vân bảo anh đừng quên ăn bữa trưa mà mình đã đặt trước. Sau đó trả lời. Lần đầu kết hôn khá là mới lạ. Thấy đối phương hình như có gì đó muốn nói với mình. Mở miệng nói. Sao vậy? Vương Trình Nhãn hàng thấy cậu chụp không tệ. Muốn thêm vài ngoại cảnh nữa vừa nói, ánh mắt vừa liếc đi chỗ khác. Đồng phục học sinh lần này không cần mặc nghiêm túc như vậy nữa. Mở hết nút áo ra, cánh tay cũng lộ ra. Không được. Lâm Quỳnh không chút do dự. Đồng phục học sinh sở dĩ được gọi là đồng phục học sinh vì nó là trang phục được mặc thống nhất của học sinh ở trường. Là đại diện cho tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ và niềm tin bất bại. Là phục sức thiên liêng được mặc ở một nơi thiên liêng như trường học. Không thể bị khinh nhờn. Lâm Quỳnh vừa mở miệng liền bla bla. Huống hộ, tôi còn là người đã có chồng. Ăn mặc ăn phận thủ thường mới là bốn phận của tôi. Phương Trình nguyên mặt tê liệt nhìn cậu. Nói tiếng người. Lâm Quỳnh. Đây là một cái giá khác. Đợi đến khi công việc kết thúc đã là hai tiếng sau. Nhãn hàng hợp tác vô cùng hài lòng với lần chụp lần này. Tiền công cũng tới rất nhanh. Hai người vừa đi đến cổng phim trường thì tiền đã vào thẻ. Lâm Quỳnh nhìn lướt qua, tiện tay chuyển một nửa qua WeChat cho Vương Trình. Vương Trình có chút kinh ngạc trừng lớn mắt. Sao cậu lại chuyển cho tôi nhiều như vậy? Bọn họ trước giờ đều là chia 3-7, Lâm Quỳnh 7, hắn 3. Nhưng hôm nay lại là 5 năm Lâm Quỳnh cũng không để tâm lắm. Hai người là đối tác lao động. Mặc dù cậu yêu tiền, nhưng về mặt đạo đức nghề nghiệp vẫn cực kỳ có nguyên tắc giống như đối xử với Phó Hành Vân vậy. Cậu không thể lấy không tiền của người ta. Hai người đi ra ngoài, tiện thể đi dạo trong phim trường. Phim trường này không chỉ để quay phim mà còn có không ít những thương gia bán hàng ở đây. Cái đầu bông xù của Lâm Quỳnh quay qua quay lại giống như con quay vậy. Sau đó vô tình nhìn thấy một cửa hàng. Một ngón tay dơ ra chọt chọt Vương Trình đang đi kế bên. Đi, vào đó xem thử vương trình nhìn cửa hàng quần áo đang len thủ công trước mặt trang phục hiện nay cũng rất thịnh hành loại kiểu dáng này nhãn hiệu này mặc dù nhỏ nhưng chất lượng và phong cách đều rất thời thượng vương trình cũng không nghĩ nhiều mà bước vào ai biết được đối phương sau khi vào cửa hàng thì không hề nhìn tới những bộ quần áo xinh đẹp trong đó trực tiếp xông đến khu thảm thủ công vương trình tưởng đối phương không nhìn thấy vội vàng kéo tay lại cậu không mua quần áo hả lâm quỳnh nhìn hắn chớp chớp đôi mắt long lanh, lắc lắc đầu. Không mua. Vậy cậu vào đây làm gì? Vương Trình. Đi vệ sinh hả? Lâm Quỳnh chỉ chỉ tấm thảm thủ công tinh xảo cách đó không xa. Muốn mua hai chiếc về. Ánh mắt Vương Trình xuất hiện sự nghi hoặc. Lâm Quỳnh cũng nhìn ra, mỉm cười nói. Vị trong nhà kia chân không được khỏe lắm. Muốn mua về đắp cho anh ấy. Thời tiết bây giờ đã là cuối hè, sắp vào thu mặc dù bây giờ vẫn nắng đến hoa mắt nhưng nếu vào thu rồi thì nhiệt độ sẽ giảm ngay lập tức một mình phó hành vân sống trong biệt thự lớn như vậy trong ngoài cũng không có lấy một người săn sóc ngày ngày ngồi xe lăn chân chẳng đắp gì cả nếu vào thu làm sao mà chịu nổi vương trình nghe xong con tim liền nhói đau thấp khớp lâm quỳnh do dự một chút cũng gần vậy Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh đang ở độ tuổi đẹp như hoa trước mặt. Bệnh tật của lão biến thái kia cũng nhiều đó. Lâm Quỳnh đi đến khu thảm thủ công, kiểu dáng khá phong phú, tay nghề cũng vô cùng tinh xảo. Thấy người vào tiệm, nhân viên bán hàng cũng theo tới. Lâm Quỳnh lý qua liền nhìn trúng một chiếc màu xám nhạt. Cái kia bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng tươi cười nói. Ba ngàn. Đờ mờ đắt vậy. Lâm Quỳnh thực sự rất kinh ngạc, sau đó lại chỉ vào một chiếc. Cái bên cạnh kia thì sao? Cái đó là mẫu mới, trị giá 6 lần đờ mờ. Lâm Quỳnh Cậu nuốt một ngụm nước miếng, Vương Trình thấy vậy, vội vàng nói. Đắt như vậy hay là chúng ta đừng mua nữa? Cậu miếm miếm môi, lấy điện thoại ra nhìn tài khoản ngân hàng. Nếu như mua chiếc màu xám kia thì còn có dư một chút, nếu như mua chiếc mẫu mới kia, vậy thì coi như một ngày làm công không." Ánh mắt Lâm Quỳnh đột nhiên dừng lại trên tay trái, trên ngón áp út là một vết hằn nhàn nhạt của nhẫn. Sau đó, có chút khó khăn mở miệng. "Vậy lấy chiếc mẫu mới." Khi nói chuyện, đôi môi đều run rẩy cả. Cả hai đời cũng chưa bao giờ tiêu nhiều tiền vào một món đồ như vậy. "Cậu quá thật lạc trôi rồi." Vương Trình nhìn qua vẻ mặt không dám tin nhưng cuối cùng vẫn không nói gì xem ra đối phương sau khi kết hôn đã trải qua không ít mặt tối của cuộc đời tên tổ tông này vậy mà lại đi lấy lòng người khác sau đó vương trình lái xe chở lâm quỳnh về nhà nhìn khu biệt thự tọa lạc cách đó không xa lòng vương trình cảm xúc lẫn lộn kêu người đang định xuống xe lại lâm quỳnh đối phương nhìn hắn sao vậy ánh mắt vương trình đầy phức tạp ngữ khí mang theo sự khuyên nhủ bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó trong đời ai chẳng có lúc đi sai đường lâm quỳnh chầm chậm phát ra một tiếng hả chỉ nghe thấy vương trình tiếp tục nói cậu bây giờ không thật sự vui vẻ cậu kết hôn chỉ là bồng bột nhất thời thôi lâm quỳnh quả thật là có chút vương trình thấy có hy vọng liền tiếp tục nói trong lòng cậu có người nào đó không quên được không lâm quỳnh nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi đương nhiên có nếu như đã có thì cứ làm theo con tim mình nếu như trong lòng cậu có ai đó thì đối với nửa kia của cậu cũng là một sự phụ bạc sắc mặt lâm quỳnh có chút khó coi nhưng tôi căn bản không quên hắn được đến chết cũng không quên được rất tốt thấy người ta bị mình lay động Vương Trình chuẩn bị đứng trên lập trường đạo đức để tác động đến cậu. Nếu như cậu không thể ly hôn thì bắt buộc phải quên đi. Anh bảo tôi quên thế nào đây? Lâm Quỳnh cũng trở nên kích động, lòng ngực gầy gò phập phồng theo cảm xúc, giọng nói u buồn như tê tâm liệt phế. Hắn, con mẹ hắn nở tiện của tôi. Hết chương 10